Chương 1851, bà già này đúng là mạnh thật. Hủy diệt, giết chóc, hy vọng cậu có thể để cho tôi cảm nhận được khoái cảm thật lâu. Đầu lưỡi mềm mại Vân Anh Thư khẽ liếm đôi môi. Vân Anh Thư nắm chặt kiếm huyết xà, hóa thành một tia sáng. Tia sáng hơi lóe, cùng với đó là một ánh kiếm đỏ như máu. Xoẹt xoẹt, Đường Tuấn mới vừa giơ tay lên thì đã bị ánh kiếm đáng sợ kia bổ lên trên người. Cơ thể của anh có thể so được với tầng cao nhất của cảnh giới Nguyên Anh, nhưng mà lại bị nhát kiếm đó đánh rách một vết dài bằng hai ngón tay, vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương. Cả người của anh liên tục lùi về phía sau. Trong lòng không khỏi chấn động, trùng vụ và vạn độc kích vang lên một tiếng, ầm, rồi tan nát. Mất đi khống chết, ba người cố quân, A La Nạp và Chu Kính lập tức chạy ra ngoài, đứng ở phía sau hai người cố quân, ánh mắt đầy u oán. Bốn phía xung quanh đường Tuấn không có man thủ chia cấp bậc, toàn bộ đều mà cảnh giới nguyên anh cao cấp nhất, man thủ có pháp lực đạt đến 3 triệu rưỡi trở lên, hơn nữa con này chết đi, không ngừng có man thủ đi vào bổ sung. Cũng không phải do hồng nhật linh quá mạnh, khiến man thú lùi bước, mà là vì phần lớn đám man thú này bị thực lực của đường tuấn hấp dẫn. Phạm vi xung quanh chỗ đường tuấn chém giết, mấy con man thủ trên đầu mọc ra hai cái càng đứng thành một vòng, trên gương mặt xấu xí bắt đầu lộ ra về sợ hãi đứng trong chỗ trung tâm là một cái đầu cao 5 mét, là một con man thủ hình kiến, thân hình còn đáng sợ hơn những con man thú khác mấy lần. Thiên kiến đại nhân, thực lực của người này rất đáng sợ. Man thủ cao cấp của chúng ta có thể đánh giết cùng người tu hành đến cảnh giới nguyên anh cao cấp, nhưng lại không đỡ nổi một chiêu của cậu ta. Một con man thú trong đám đó trầm giọng nói. Xúc tu trên đầu con man thủ thiên kiến kia rung rung, trả lên bảo máy màn thu cao cấp với ly ra lời, để tạo lên bảo mấy man thú cao cấp kia lùi ra ngoài, không để thêm thương vong nữa. Lần này huy động thủ chiều quá vội vàng, vốn dĩ đã không tập hợp đủ sức mạnh của toàn bộ chúng ta, chỉ là không nghĩ tới loại người này sẽ xuất hiện, khiến toàn bộ quân man thú chúng ta tổn thất nặng nề. Nhìn cho nghiêm túc, tuy rằng thủ đoạn tàn khốc Vân Anh Thư, nhưng lĩnh ngộ về kiếm pháp và đạo thuật gần như đã đạt tới cực hạn của cảnh giới Nguyên Anh, cho dù chỉ lĩnh ngộ mộ được một chút trong đó, thì cũng có lợi cho mấy người rất nhiều. Cố quân nhắc nhở nói ba người khẽ gật đầu. Bảy phần lực, Vân Anh thư cười lạnh nói. Đường Tuấn lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt hơi rung lên. Trên miệng vết thương có một luồng sức mạnh kỳ lạ không cho nó khép lại. Bà già này đúng là mạnh thật. Trong lòng đường Tuấn trầm xuống, nếu không phải vừa rồi điều động năng lượng trong nguyên đan, thì có lẽ nhát kiếm kia đã chém anh thành hai nửa. Dẫy ruộn đi, kêu rên đi, Vân Anh thư cười giữ tận nói. Kiếm huyết xà trong tay bà ta bỗng nhiên xoay tròn, ngừng tụ nguyên khí trong đất trời, hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ quấn quanh thân kiếm kiếm huyết xà. Ảo ảnh của một con rắn cả người toàn màu hồng xuất hiện bên trong luồng sáng. "Xà Linh, thiết chí cương nói thất thanh. Xà Linh, đó là trạng thái khí linh vừa ra đời được một nửa trong kiếm huyết xà. Một khi xà linh hiện hình, kiếm huyết xà sẽ có thể hoàn toàn đột phá linh khí. Mà linh khí, vậy chính là pháp bảo thần binh xứng đôi với cảnh giới hóa thần." xem ra Vân Anh Thư thật sự có hứng thú giết người, đến xà linh đã thả ra. Chẳng lẽ bà ta không sợ xà linh tổn thương, kiếm huyết xà không còn hy vọng thăng cấp thành linh khí sao? Thiết Chí Cương nói. Cố quân cười, nói tuy thằng Watt kia có chút thủ đoạn, nhưng muốn làm xà linh bị hao tổn, hẳn là không thể đạt được đâu. Ít nhất thì cần phải lập tức bộc phát ra 2.000 nguyên lực trở lên mới có khả năng tổn thương xà linh, thằng quỷ con kia cùng lắm chỉ được mấy trăm nguyên, còn xa mới đạt được tiêu chuẩn này. Vân Anh Thư nhìn như điên cuồng, nhưng suy nghĩ thật ra rất tỉ mỉ. Thiết Chí Cương gật đầu. mươi 1852, nổ cho tôi. Vân Anh Thư nói nhỏ, kết thúc, thật không thú vị. Thiết Chí Cương và Cố Quân nghe vậy, ra đầu trở nên tê dại. Có thể làm kẻ điên này cảm thấy thú vị, ít nhất phải là cao thủ tông chủ của thế lực cấp một mới được. Nhưng sắc mặt Vân Anh Thư đột nhiên thay đổi, quát khẽ nói, tự tìm đường chết trong khói bụi vang lên tiếng hét đau đớn phẫn nộ, tinh thần xà linh và Vân Anh Thư kết nối với nhau, bà ta có thể cảm nhận được dường như xà linh bị một sức mạnh mạnh mẽ nào đó khống chế. Bụi mù dần dần tan đi, cuối cùng ba người Vân Anh Thư đã nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Chỉ thấy đường Tuấn không hoảng hốt, bàn tay đang nắm lấy phần yết hầu xà linh. Theo đạo lý nếu xà linh chưa hiện hình thật thì lúc nào cũng có thể lùi vào trong kiếm huyết xà, nhưng dưới bàn tay đường Tuấn, vậy mà nó chẳng thoát được, chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ. Sao thằng nhóc này có thể bắt được xà linh? Hai người cố quân rất là khiếp sợ, căn cứ vào thực lực lúc trước của đường Tuấn, vốn chẳng đủ khả năng bắt lấy xà linh. Anh ta sử dụng bí thuật bùng nổ thực lực, bỗng nhiên thiết trí cương nói. Hai người cố quân nhìn theo tầm mắt của ông ta, chỉ thấy trong ánh mắt đường Tuấn răng đầy tơ máu, giống như là tổ hỏa nhập ma vậy khó trách, chỉ là dùng bí thuật bùng nổ thực lực rất dễ làm tổn thương căn cơ, mất nhiều hơn được. Có thể tiếp được một đòn của ả vân niên thì thằng nhóc này cũng đã không tệ. Vẻ mặt cố quân thần đã lấy lại được bình tĩnh. Nhưng bọn họ lại không biết đường Tuấn chẳng sử dụng bí pháp gì mà dẫn động sức mạnh nguyên đan. Trong cơ thể đường Tuấn, 99 thần văn trên nguyên đan càng thêm lộng lẫy có một nửa thần văn đã đạt tới đại thừa cấp bậc cấp bậc, cung cấp cho anh động lực cực mạnh nhưng anh vẫn xem nhẹ sự khủng khiếp của nguyên đan của mình, cho dù chỉ là giải phóng trong ngắn ngủi, loại sức mạnh này dường như có thể để cơ thể anh đến mức suy sụp, có cảm giác nặng nề không thể chịu nổi, cho nên mới xuất hiện hai tròng mắt đỏ đậm như máu, giống như tẩu hỏa nhập ma. Cơ thể của mình gầy yếu quá, vẫn cần phải mạnh hơn một chút, nếu không chờ đến khi tất cả 99 thần văn đạt tới đại thừa viên mãn, vừa thúc sục thì bản thân của mình sẽ tan xác mà chết trước luôn. Trong lòng đường Tuấn không khỏi thầm nghĩ càng về sau nguyên đan phát triển càng chậm, có lẽ còn khoảng thời gian chưa đến thời gian 2 tháng để rèn luyện cơ thể đạt đến trình độ đủ sức cất chứa 99 thần văn. Nhìn xà linh trước mắt, Đường Tuấn đã cảm thấy một cảm giác phẫn nộ. Nếu không phải do con rắn thối này, thì anh sẽ không bị ép đến mức này. Nổ cho tôi, trong lòng Đường Tuấn tức giận, sức lực trên tay đột nhiên tăng mạnh. Ầm. Um, xà linh nổ mạnh một phát, hóa thành vô số xương mù màu máu kiếm huyết xà phát ra một tiếng rên rỉ, từ không trung bay xuống trong tay Vân Anh Thư, thân kiếm run nhẹ nhẹ, tựa như là bị tổn thương nghiêm trọng. chương 1853, chào thống lĩnh đại nhân. Vốn cho rằng đây chỉ là một chuyện rất nhẹ, vậy mà đã phát triển đến mức này. Ta muốn lấy người đi tế kiếm, mái tóc đen của Vân Anh Thư bay lên, khuôn mặt răng đầy sát khí, hơi thở mạnh hơn hồi nãy gấp mấy lần gần như nở rộ trên người bà ta đây mới là trạng thái hoàn chỉnh của Vân Anh Thư, cảnh giới Nguyên Anh viên mãn, đạt tới 4.000 nguyên pháp lực, nếu tiến thêm một chút nữa, chính là nửa bước hóa thần rồi. Kiếm huyết xa là bảo khí mà bà ta dùng tính mạng để tạo thành, là thành tựu hóa thần trong tương lai của bà ta, bây giờ nó đã bị thương thành như vậy, không phẫn nộ mới là lạ. Chỗ này không còn chuyện của chúng ta, tôi đi bắt con nhóc con của độc tông kia nhanh chóng mang về tông môn, hỏi ra bí mật thánh anh. Cố quân nói nhỏ. Thánh Anh là chuyện rất quan trọng, bọn họ cũng không dám kéo dài quá lâu, sợ xảy ra biến cố. Kẻ hèn từ tông môn cấp 1 cũng dám nhúng chàm Thánh Anh. Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào từ bên ngoài trường đấu. Nếu nói thủ đoạn ba người cố quân tiến vào sàn đấu còn coi như là ôn hòa, thì giọng nói này quá bạo lực. Giác! Trên pháp vây bên ngoài sàn đấu theo giọng nói này rơi xuống rồi nổ tung toàn bộ. Một bóng người từ từ hạ xuống từ bầu trời, một hơi thở làm cho mọi người rung động từ từ lóe lên. Nửa bước hóa thần, hai người cố quân thất thanh nói. Nếu nói đám người cố quân là thế lực cấp một đứng đầu về lực chiến, vậy cảnh giới bán bộ hóa thần đã trở thành đứng đầu trong đứng đầu. Cho dù là thế lực cực kỳ siêu cấp, địa vị của một vị bán bộ hóa thần đã không khác gì với tông chủ cho lắm. Mà người đàn ông trung niên có vẻ mặt uy nghiêm trước mặt này thuộc về trình độ này. Thực lực của ba người họ đã đạt tới cảnh giới nguyên anh viên mãn, pháp lực ít nhất từ 3.000 nguyên trở lên, nhưng vẫn có tranh lệch rất lớn với bán bộ hóa thần. Nghĩ đến điều này, ba người nhanh chóng hành lễ. Đến cả Vân Anh Thư có tiếng là điên cuồng cũng khom lưng, vẻ mặt đầy cung kính. Thiên hào ngô nãi thống lĩnh thần đình phương đông, người đàn ông bình tĩnh nói. Nghe thấy tên thần đình, cơ thể ba người càng run nhẹ lên, nói chào thống lĩnh đại nhân. Thần đình, tuy rằng là do Thượng Tam Tông hợp lực xây dựng, nhưng phát triển đến bây giờ đã mơ hồ vượt qua Thượng Tam Tông, trở thành một thế lực thần bí càng mạnh hơn Thượng Tam Tông rất nhiều. Chương 1854, tất cả đều do đại nhân quyết định. Ánh mắt Thiên Hào bình tĩnh nhìn qua y người, một lát sau mới mở miệng nói, mấy người biết mình đang nhìn gì không? Trái tim ba người Cố Quân run rẩy, biết chuyện bản thân mình ra tay tranh đoạt Thánh Anh không thể gạt được, thì nhanh chóng giải thích, đại nhân, tôi biết sai rồi. Thánh Anh giao cho ngài mang đi vân anh thư cắn răng ánh mắt ai oán nhìn đường tuấn nói thanh anh có thể để đại nhân mang về nhưng người này làm xà linh bị thương tôi muốn làm thịt cậu ta thiên hào lắc đầu nói không được vân anh thư ngẩn ra không cam lòng hỏi lại vì cái gì chẳng lẽ cậu ta cũng ngưng kết thanh anh thiên hào lắc đầu cười nói thanh anh cũng chẳng phải món đồ chơi trên đường có thể dễ dàng nhìn thấy mấy vạn năm có thể ra một cái đã là ông trời chiếu cố người này còn chẳng đánh lại cô thì sao có thể ngưng kết thành anh. Ông ta nhìn đường Tuấn, nói, người này là người được chọn tham gia thí luyện thần đình, trước khi thí luyện kết thúc, tôi sẽ sẽ không trơ mắt nhìn mấy người giết cậu ta. Vừa dứt lời, ba người cố quân đồng thời ngẩn ra, tuy rằng trong lòng Vân Anh Thư vẫn không cam lòng, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Thống lĩnh thần đình đã đạt đến cảnh giới bán bộ hóa thần chính là sự tồn tại có thể tùy ý hành hạ bà ta đến chết. Anh Thư đừng xúc động, nếu người này tham gia thí luyện thần đình, nếu thất bại, thì sẽ còn đau khổ hơn ngàn lần với cái chết. Cố quân sợ Vân Anh Thư làm ra việc ngu ngốc, nhanh truyền âm nhắc nhở bà ta. Vân Anh Thư nhẹ nhàng gật đầu, trước nay thí luyện thần đình đều là chuyện vô cùng nguy hiểm, trăm người có thể sống được một người đã là không tệ. Tất cả đều do đại nhân quyết định, ba người nói, tốt lắm, thiên hào gật đầu. Vẻ mặt ông ta đột nhiên thay đổi, nhìn về phía sàn đấu, hít mắt lại quát, nếu đã tới, sao không hiện thân bên ngoài sàn đấu có một bóng người tựa như xuất hiện từ trong không khí dần dần hiện hình bóng người kia có dáng người thướt tha khuôn mặt lại có một vòng sáng nhàn nhạt, nhạt không nhìn thấy rõ là cô ta trong lòng đường tuấn khẽ nhúc nhích thế mà người này lại chính là vị cô chủ mà anh ta nhìn thấy ở trong phủ họ ta diệt thần mấy người cũng muốn có vị thánh anh này sao giọng nói của thiên hào rất lạnh lẽo mang theo sát ý vốn chẳng cần giới thiệu là thế lực đối địch, thiên hào có thể lập tức nhận ra được hơi thở buồn nôn trên người đối phương. Đúng vậy, cô chủ nói. Giọng nói của cô ta không giống như trước đây, khàn khàn khó nghe tựa như là luồng khí lướt qua mặt giấy thô giáp, khiến người khác nghe mà nổi đầy da gà. Vậy thử xem sao, khóe môi thiên hào cong lên một nụ cười lạnh, ông ta hung hăng nện bước trên sân tỉ thí, rồi phóng lên cao, sau đó đánh nhau với cô chủ, Chương 1855, cần phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Thiên Hào, chỉ bằng chút lực ấy của ông thôi sao? Giọng nói của cô chủ không ngừng truyền ra từ trong luồng ánh sáng rực rỡ. Vậy cô thử tiếp chiêu này xem. Vậy ngươi tiếp ta chiêu này thử xem xem, Thần Thông Thiên Diệt Luân, sau đó giọng nói của Thiên Hào đã truyền ra. Hai người mới vừa giao đấu, đã là ứng phó toàn lực, dùng hết các thuật pháp thần thông. Mới vừa một giao thủ đó là toàn lực ứng phó, các loại dùng ra, thật lớn đấu thật chàng ở hai người giao thủ dư ba trung phát ra từng trận run minh thanh âm, tựa hồ chịu đựng không được cái loại này đáng sợ đánh sâu vào. Đây là sức mạnh của cảnh giới bán bộ hóa thần sao. Vân Anh Thư siết chặt nắm tay, lẩm bẩm nói, trên khuôn mặt yêu kiều mang theo một nỗi khát vọng và tham lam tận cùng. Pháp lực của bà ta đã sớm đạt tới trình độ 4.000 nguyên, cách tiêu chuẩn 5.000 nguyên bán bộ hóa thần cũng không nhiều lắm, nhưng bản thân Vân Anh Thư hiểu rõ nhất, tranh lệch có vẻ như không nhiều lắm, tranh có thể là ngưỡng mà cả đời này bà ta không thể vượt qua. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cảnh giới bán bộ hóa thần mạnh mẽ và thưa thất như thế, cho dù là cường giả ở trong thần đình thì những tu sĩ bán bộ hóa thần đều có rất cao địa vị. Bà ta nhìn về phía đường Tuấn, sát ý trong mắt lại trào ra lần nữa. Vân Anh Thư, bà điên rồi sao? Vị đại nhân kia đã lên tiếng, nếu bà thật sự dám ra tay giết cậu ta, có lẽ đại nhân không thèm để ý sống chết của loại nhân vật nhỏ như này, nhưng hành động của bà tương đương với khiêu khích vị đại nhân kia, đừng nói là bà phải chết, mà tu La môn sau lưng bà cũng có thể gặp phải đại nạn theo. Cố Quân nhíu mày, không nhìn được quát lên. Thiết Chí Cương trầm giọng nói, cô có muốn chết, cũng đừng kéo theo chúng tôi. Vân Anh thư hừ lạnh một tiếng, lúc này mới từ từ thu lại ánh mắt, bán bộ hóa thần, cũng không phải là người có thể tùy tiện chọc vào. Đương nhiên Đường Tuấn cũng cảm nhận được sát ý đến từ Vân Anh Thư, nhưng đối phương đã nhanh chóng thu lại, cho nên anh cũng không có lý do ra tay. Dưới sự bùng nổ của Nguyên Đan, cho dù anh không địch lại Vân Anh Thư, nhưng cũng sẽ không chật vật giống lúc trước nữa. Đường Tuấn lại nhìn về phía chiến cuộc trên bầu trời, vẻ mặt hiện ra sự nặng nề. Vị cô chủ này mạnh hơn trong tưởng tượng của mình không ít. Trong lòng Đường Tuấn hơi trầm xuống. Dù sao anh cũng chỉ là cảnh giới Nguyên Đan viên mãn hơn nữa thần văn cũng không ngưng tụ thành công toàn bộ, đối diện với lực chiến đấu đứng đầu trong cảnh giới Nguyên Anh, nhất định sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Cần phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Đường Tuấn cảm giác được sự gấp gáp. Audio điện tử võ tấn bền. chương 1856, rất tốt, lựa chọn sáng suốt. Một luồng ánh sáng lao về phía phương xa, đồng thời một tiếng động vang lên trong tiềm thức của Đường Tuấn, đúng là giọng nói của cô chủ, đừng quên ước định của cậu với chúng tôi chờ cậu tiến vào thần đình đến lúc đó tôi sẽ cho người liên lạc với cậu giọng nói hoàn toàn không có vẻ suy yếu chút nào trong lòng đường tuấn rung động dường như cô chủ này cố ý thua trước thiên hào khi cô chủ biến mất ở phía chân trời xa xôi thống lĩnh thần đình thiên hào mới từ từ rơi xuống từ bầu rời trên mặt ông ta cũng có vết máu hiển nhiên là trong trận chiến vừa rồi ông ta cũng không nhẹ hơn bao nhiêu vừa rồi nếu như cô ra tay thì cô đã chết ngay lúc này rồi thiên hào nhìn thoáng qua vân anh thư vân anh thư thầm dùng mình vội vàng cúi đầu thiên hào lại nhìn về phía đường tuấn trên mặt mang theo ý cười nói còn về cậu thiên hào tôi là người ân oán rõ ràng tung hoành man hoang mấy trăm năm vẫn chưa làm khó dễ thẳng nhóc con như cậu ông ta rỗi tay đưa ra một chiêu đồ yên nhi đã bay lại đây thiên hào nhìn chằm chằm đồ yên nhi nhìn chăm chú thật lâu Mới khẽ cười nói, không ngờ rằng Thượng Tam tông tiêu tốn mấy vạn năm muốn bồi dưỡng ra một thánh anh mà vẫn không thành công. Cuối cùng ngược lại xuất hiện ở bên trong một độc tông nho nhỏ. Đúng là là buồn cười. Chắc là cô chỉ mới ngưng kết nguyên anh không lâu, còn chưa có cơ hội sửa lại công pháp. Thiên Hào hỏi, cô có bằng lòng gia nhập thần đình của tôi hay không? Đồ Yên Nhi hơi do dự một chút, đột nhiên hỏi nói, gia nhập thần đình, có thể là tôi mạnh giống như là anh Đường hay không? Khi nói chuyện, cô ta nhìn về phía đường Tuấn. Cuối cùng, trong lòng cô gái này vẫn có khát vọng. Chỉ có trở nên mạnh mẽ thì ngược lại cô ta mới có thể bảo vệ cho chị gái và anh đường. Thiên Hào nghe câu hỏi như vậy, nở nụ cười ha ha, chỉ vào đường Tuấn nói, nếu anh đường mà cô nói là cậu ta. Thì với thực lực bây giờ của tôi có thể lập tức giết được mười mấy người như cái anh đường này trong nháy mắt, với thân phận thánh anh của cô, chỉ cần gia nhập thần đình, gần như 100% đạt tới trình độ này của tôi cô cảm thấy tôi có cần trả lời vấn đề này của cô không đương tuấn không biết có thể thông qua bao nhiêu thí luyện thần đình mà đồ yên nhi vừa tiến vào thần đình đã trở thành đối tượng được các các thống lĩnh và trưởng lão tranh giành thậm chí đến cả vị thiên sứ giám sát kia cũng sẽ ra mặt tiềm lực cũng đại diện cho địa vị cách nhau như trời với đất được tôi đồng ý gia nhập thần đình đồ yên nhi nói rất tốt lựa chọn sáng suốt thiên hào khen ngợi nói ông ta bấm tay bắn ra, một luồng ánh sáng bắn về phía đường Tuấn. Đường Tuấn nhận lấy, đó là một tấm lệnh bài. Thiên Hào nói, nếu cậu đã được ngô nhất trương tiến cử, vậy nhất định thực lực không tệ. Cầm cái lệnh bài này đi cùng với đám người vương nhất trung đến cổ vực Bạch Vũ, để tham gia tuyển chọn thần đình lần này. Nói xong dùng pháp lực cuốn lấy đổ yên nhi phóng lên cao, rồi nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Trường 1857, nơi đó đúng là đã từng là hành tinh mẹ của chúng ta. A à, La Nạp, nếu cậu cũng muốn tham gia thí luyện, vậy thì cũng có thể chuẩn bị xuất phát. Trong cổ vực bạch vũ cảnh giới của mọi người đều sẽ bị áp chế ở cảnh giới nguyên đan viên mãn, thực lực càng cao thì sức khống chế càng mạnh. Có lẽ đến đó chính là cơ hội để cậu trả lại nối thủ hôm nay. Ánh mắt Vân Anh Thư hơi lóe lên, nói với A à, La Nạp. A à, La Nạp nhìn đường Tuấn đẩy oán hận, nắm tay siết chặt lại anh ta chính là thánh tử số một của Tu La Môn. Ngưng tụ bát văn, ngoại trừ cửu văn ra thì anh ta chẳng sợ ai hết. Chỉ cần tên oát đó có cảnh giới bằng tôi, tôi nhất định có thể cho anh ta ăn hành 100%. A à, La Nạp nói đầy u ám. Trong mắt anh ta, Đường Tuấn có thể nhẹ nhàng đánh bại ba người cũng là vì dựa vào cảnh giới tương đối cao mà thôi. Tôi cũng muốn tham gia. Lúc này, Chu kính và cổ minh cũng đứng ra nói. A à, la nạp ngẩn ra, mấy người không phải lúc trước hai người này vẫn không muốn tham gia sao? Chợt, anh ta đã đoán được nguyên nhân từ trong ánh mắt hai người đó nhìn Đường Tuấn. Thân là thánh tử thế lực cấp 1 mà lại mất mặt như vậy, sao có thể không nghĩ cách đòi lại được, mà trong cổ vực Bạch Vũ không chế cảnh giới chính chiến đấu là cơ hội của bọn họ. Tuy rằng chờ thêm mấy năm để chúng ta nâng cao cảnh giới, thì tên nhãi này không phải đối thủ của chúng ta. Nhưng chúng ta không có thời gian chờ lâu như vậy. Đây là suy nghĩ của hai người Chu Kính và Cổ Minh. Như vậy cũng tốt, vừa hay chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cố quân gật đầu. Ba người Chu Kính nhìn đường Tuấn rồi cười khẩy, dáng vẻ như là ăn chắc đường Tuấn rồi vậy. Khống chế thực lực ở cảnh giới nguyên đan viên mãn, vậy chẳng phải nói là không cách nào khống chế được thực lực của mình của mình sao? Trong lòng đường Tuấn khẽ nhúc nhích. Đại hội thăng cấp tiếp theo gần như không còn gì để xem, ngẫu nhiên có một hai tông môn thắng liên tiếp mấy trận xếp hạng tăng lên rất nhiều. Nhưng người giống Đỗ Yên Nhi không còn xuất hiện nữa, các tông môn cấp 2 trong 10 tông môn đầu càng không di chuyển. Đám người viêm kiên nơi nghẹn trong cổ họng, cực kỳ khó chịu, nhưng mà cố tình không có chỗ để xả. Lúc trước đường Tuấn bày ra thực lực đã đủ đạt tới tông chủ cấp 1 của bọn họ, vốn chẳng phải là đối thủ bọn họ có thể đối đầu. Còn về hai người lỗ Nguyên Quân và Dạ Tư Niên thì càng có cảm giác hoảng hốt như đang mơ. Nguyên Quân, xem ra chúng ta đều coi thường anh ta. Dạ tư nhiên thở dài một tiếng, truyền âm nói. Lộ nguyên quân gật đầu, đâu có phải là đơn giản như xem nhẹ. Nhất định không thể nói lai lịch của anh ta với người thứ ba. Nếu không tôi và anh sẽ gặp phải tai ương, giả dạ tư nhiên nhắc nhở nói. chương 1858, yếu ớt sao? Sắc mặt đường Tuấn khẽ biến. Địa cầu nhất mạch, chỉ có 13 tộc thoát khỏi kết cục bị phong ấn, có thể biết được tình hình năm đó nguy cấp đến mức nào. Ngoại trừ tin tức về 13 tộc gia thì Cố Quân cũng không biết gì về những chuyện khác. Vậy ông nghĩ tôi có mục đích gì?" Đường Tuấn hỏi. Cố Quân nghiêm mặt nói, "Tôi đại diện cho những người nhà họ Cố đến nói chuyện với cậu. Tuy rằng nhà họ Cố xuất thân từ trái đất, nhưng mấy năm nay nhà họ Cố đã cắm rễ ở thế giới man hoang, thì tộc đã không ngừng khuếch tán gấp trăm lần, tộc nhân càng nhiều hơn gấp mấy vạn lần trước kia. Có thể đạt tới trình độ hiện giờ." Toàn dựa vào nhiều thế hệ của nhà họ Cố chúng tôi giao tranh mà có được, không có bất kỳ liên quan nào đến trái đất. Mà trái đất cũng đã sớm lưu lạc thành thiên khí chi địa. Ông ta dừng lại một chút, nói, nhà họ Cố chúng tôi không muốn tiếp tục cuộc sống lang bạt đầu đường xó chợ như này. Các tộc nhân của nhà họ cô có cuộc sống của họ, cũng sẽ không trả giá tính mạng mình vì những chuyện năm đó. Muốn hoàn toàn thoát khỏi địa cầu nhất mạch sao? Đường Tuấn cười khẽ, chỉ là nụ cười này vừa nhìn khiến mọi người không khỏi chua sót. Vốn dĩ anh không định làm gì nhà họ cố, nhưng mà thái độ quyết tâm của nhà họ cố vẫn làm anh cảm thấy khó chịu. Có điều anh cũng không trách nhà họ cố, chuyện liên quan đến tôn giả ngự, trong vũ trụ có mấy người có lá gan đối nghịch chứ. Được, Đường Tuấn nói. Vẻ mặt của cố quân lập tức nhẹ nhàng hơn nhiều, nói cậu yên tâm tôi cũng sẽ giữ kín như bưng về chuyện cậu đến từ trái đất chờ sau này cậu có được thế lực đối phó với tôn giả ngự thì nhà họ cố chúng tôi có thể lựa chọn đứng ở phe của cậu. Trong mắt cố vân minh đã lộ ra tia phẫn nộ, tôn giả ngự chính là người mạnh nhất trong vũ trụ. Gần 100.000 năm qua, có được mấy người như tôn giả ngự. Còn nữa, nếu đường Tuấn thật sự đạt tới trình độ này, thì dù có thêm nhà họ cố gia nhập vào không thì cũng chẳng phải vấn đề. Lựa chọn rất sáng suột, tuy rằng đường Tuấn rất phẫn nộ, nhưng mà không còn cách nào anh cũng đâu thể nào ép nhà họ cố đâm đầu vào chỗ chết được. Đường Tuấn không dừng lại, đứng dậy rời khỏi phòng bao. Chú ba, đây thật sự là ý của dòng họ sao? Lúc này cố vân minh đã hồi phục lại từ nổi khiếp sợ. Cố quân nói, đúng vậy, nếu sức mạnh của cậu ta có thể so sánh với đại năng hóa thần, thì nhà họ cố chúng ta có lẽ sẽ suy xét một chút. Nhưng anh ta quá yếu ớt, thực lực còn kém hơn cả chú, không có năng lực lãnh đội ngũ đạo khổng lồ như vậy đi theo cậu ta chỉ có thể chịu chết. Yếu ớt sao? Cố vân minh nói nhỏ. Một người cảnh giới nguyên đan viên mãn có thể địch được tu sĩ cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, vậy mà lại bị người khác tặng cho danh hiệu yếu ớt. Cố quân nhíu mày nói, cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, mà không đến trình độ pháp lực ngàn nguyên, không phải yếu ớt thì là gì? Chú ba, chú sai rồi, nhà họ cố cũng sai rồi. Cố vân minh vốn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo vì mình có thể sinh ra trong nhà họ cố, nhưng không ngờ vào lúc này, cô ấy lại cảm thấy cáu gọi là gia thế cấp một không đáng nhắc tới như thế. Tuy rằng không biết vì sao nhiều người cho Đường Tuấn trở thành người tu hành cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, nhưng cô ấy không nghi ngờ phán đoán của mình. Trường 1859, chẳng lẽ thật sự không thể hợp nhất sao? Cố quân muốn ra tay giữ cô ấy lại, nhưng vẻ mặt hơi khẽ thay đổi, cuối cùng không ra tay, để mặc cho cố vân minh rời đi. Lão Tổ Tông, vì sao không cho tôi ra tay, dù sao Vân Minh cũng đã ngưng tụ được cửu văn, nhà họ Cố chúng ta chưa từng xuất hiện đệ tử thiên tài như vậy, có lẽ mấy trăm năm sau nhà họ Cố chúng ta có thể ra đời một vị cảnh giới hóa thần cũng không chừng." Cố Quân nói với không khí. Cảnh giới hóa thần nào có đơn giản như vậy, cô ta muốn đi cứ để cô ta đi đi, chờ cô ta hiểu rõ sức mạnh bản thân mình nhỏ bé thế nào, có lẽ sẽ biết phải lựa chọn thế nào. Nghe nói trong thế giới ngân hà trung ương có xuất hiện một huyết mạch thần thánh dường như người kia còn gia nhập vào trong một tông môn lớn nếu cậu ta có tố chất và thiên phú giống như vậy nhà họ cố chúng ta cũng chưa chắc không thể duy trì chuyện này cứ vậy đi nhà họ cố chúng ta chẳng liên quan gì đến cậu ta nếu cậu ta thất thử muốn mượn cơ hội để làm gì đó với nhà họ cố chúng ta chỉ cần không quá đáng thì cứ cho cậu ta nếu cậu ta không biết điều giết đi đúng vậy cố quân đồng ý sau một hôm gặp mặt cố quân Đường Tuấn bảo Thủy Thanh Lam đi đến biển tinh thần với Cố Vân Minh, còn mình thì chuẩn bị đi cổ vực Bạch Vũ trước. Cổ vực Bạch Vũ ở phía tây thế giới man thành, gần biển tinh thần, cho dù có bảo bối phi hành thì cũng tốn hơn thời gian nửa tháng mới đến được đó. Đường Tuấn định sau khi tham gia thí luyện thần đình xong thì sẽ đến biển tinh thần. Trước khi đi, Đường Tuấn đã tăng số lượng thần văn của Cố Vân Minh lên trình độ 12 thần văn. Thực lực ở trạng thái này của Cố Vân Minh có thể so được với cảnh giới Nguyên Anh Sơ Kỳ, hơn nữa khi đó hai người Thủy Thanh Lam ở trong biển tinh thần sẽ không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Trên một con thuyền có dấu hiệu của thần đình, Đường Tuấn ngồi ở trong phòng của mình. Hơi thở cuồn cuộn không ngừng tỏa ra mạnh mẽ từ trên người anh như là sóng chiều, ép bước đến căn phòng xuất hiện các gợn sóng lăn tăn. May mắn là trong phòng có thiết kế cấm chế bảo vệ nên mới không bị vỡ tan. Một viên nguyên đan trôi lơ lửng ở trong phòng, trói loa đến vô cùng sáng ngời. 99 thần văn bên trên càng tỏa ra dao động kinh động lòng người. Cho dù Đường Tuấn đã khắc chế tiến độ tu luyện của mình, nhưng vẫn có 50 thần văn đạt tới đại thừa viên mãn. hậu quả mang đến chính là anh cần phải chia càng nhiều sức mạnh để đi trấn áp các nguyên đan hơn. Đã nhiều ngày, anh vẫn luôn suy nghĩ đến một môn thần thông rèn luyện cơ thể. Tuy rằng có nghĩ ra một ít, nhưng so với 99 văn nguyên đan, nhất định phải có thân thể cực mạnh. Thần tàn quyết chỉ giúp anh mở ra tiềm năng của cơ thể, nhưng không thể nào khống chế được năng lực này, cần anh phải tự đi tìm hiểu. Tu luyện một hồi, đè nguyên đan đang khác thường xuống, lúc này Đường Tuấn mới ngừng tu luyện. Chẳng lẽ thật sự không thể hợp nhất sao? Đường Tuấn nhíu mày lại. Chương 1860, thằng nhóc tu La môn kia lại tự tìm đường chết. Nhưng Đường Tuấn vẫn nghe được một vài cuộc nói chuyện. Đây chính là thằng nhóc con may mắn kia được đại sư ngô của trận pháp tông tự mình tiến cử, được vào danh sách tham gia thí luyện. Nghe nói thực lực của anh ta không tệ, có thể đánh tay đôi với vân anh thư của Tu La Môn. Càng truyền càng quá, tên kia cũng chỉ chặn được hai chiêu của vân anh thư, cuối cùng vẫn là bị thống lĩnh thiên hào của thần đình kêu ngừng, nếu không đã chết từ sớm. Nhìn hơi thở của anh ta là biết, một thằng nhóc chỉ có được mấy trăm nguyên lực mà có thể chống đỡ được bà điên vân anh thư kia sao? Cái nội dung nói chuyện này dạo gần đây anh đã đã nghe không chỉ một lần. Tất cả mọi người đều cảm thấy việc anh sống sót trong tay Vân Anh Thư chính là một phép màu. Đường Tuấn đảo mắt nhìn nhóm người này, số lượng người có lẽ cỡ mười mấy, thí luyện thần đình được mở ra mỗi năm không chỉ nhắm vào Thượng Tam Tông và các thế lực cấp một, ngược lại cường giả được đề cử như Đường Tuấn cũng có rất nhiều, trong đó có vài người là kỳ ngộ của bản thân, mà cũng có vài người là đệ tử được các cường giả siêu cấp bí mật bồi dưỡng trên thuyền ngoại trừ ba người a la nạp thì tất cả đều là những người này thực lực ba người a la nạp ở trong nhóm này chỉ có thể miễn cưỡng xem như trung bình thậm chí còn có hơi yếu hơn một chút đúng lúc này bỗng nhiên có người nói thằng nhóc tu la môn kia lại tự tìm đường chết mọi người nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra ý cười đều nhìn về phía nơi phát ra âm thanh đây là bảo thuyền mà thần đình đặc biệt dùng để đón tiếp các đệ tử tham gia thí luyện từ thành long an đến cổ vực bạch vũ có lẽ tốn khoảng thời gian nửa tháng. Tuy rằng thời gian trong lúc tu luyện có thể trôi qua rất nhanh, nhưng những người này đều là người trẻ tuổi, lại còn là con cưng của trời ở những nơi khác nhau, vừa va chạm với nhau sẽ khó tránh khỏi có xung đột và mâu thuẫn. Mà khu vực tỉ thí với nhau đã trở thành nơi giải trí trên chuyến hành trình của bọn họ. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, đi theo sau đám người đến đó. Rất nhanh đám người đã đi đến một khoang thuyền, bên trong khoang thuyền rất lớn, còn to hơn con thuyền gấp mấy lần, hiển nhiên là dùng kỹ thuật làm tăng không gian. Giữa khoang thuyền có một sàn đấu thật lớn, giữa sân, hai bóng người đang chiến đấu kịch liệt, một bóng người trong đó chính là A La Nạp, dưới sân đấu, mặt mũi hai người chu kính và cố minh bầm dập, chắc chắn là vừa mới bị đánh cho một trận. Nghe nói mỗi một thế hệ thánh tử số một của Tu La Môn các người đều được gọi là Ala La Nạp. Vốn tôi còn cho rằng mạnh thế nào chứ, thì ra cũng chỉ ra rác rưởi. Giữa sàn đấu vang lên một giọng nói châm chọc âm âm. Giọng nói vừa dứt, Ala Nạp đã bị hai luồng thần thông nện ở trên ngực. Dưới áp lực của sức mạnh cực mạnh, Ala Nạp nửa quỳ trên mặt đất, miệng không ngừng nôn ra máu tươi. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1861, đáng giận. Bỗng nhiên người thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tuấn, hơi nhếch miệng cười nói, nếu không anh thử đi. Anh đã là cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, có lẽ có thể chống đỡ được vài quyền của tôi đó. Đường Tuấn hơi nhíu mày. Thanh niên này tên là là Đỗ Ca Ngọc, cũng là người được chọn tham gia thí luyện lần này, thuộc cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng có thực lực rất mạnh mẽ, Đường Tuấn đã xem cậu ta ra tay rất nhiều lần, pháp lực ít nhất đều từ 500 nguyên trở lên, có thể nói là người mạnh nhất trong những người tham gia thí luyện trên con thuyền này. Trong người tham gia thí luyện, phần lớn cảnh giới đều ở Nguyên Đan viên mãn hoặc là cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ người ở cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, giống đường Tuấn trong đợt tham gia thí luyện này trước mắt chỉ có một. Ở trong mắt mọi người, thật ra giống như một thằng nhóc 13-14 tuổi đi học năm nhất tiểu học, tuy rằng có lực uy hiếp nhưng chỉ số thông minh cũng khiến cho người khác khinh bỉ. Không có hứng thú, đường Tuấn lắc đầu nói. Thực lực đỗ ca ngọc còn chưa vào mắt anh, số lượng thần văn thăng cấp đang không ngừng gia tăng, thực lực của anh đã hơn 3.000 nguyên. Chỉ là bây giờ anh đang trong thời kỳ tu luyện quan trọng, hơn nữa trên thuyền còn có một vị trưởng lão của thần đình trông coi. Thực lực của vị trưởng lão kia ở cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, có cấp bậc như cố quân, làm anh có hơi kiêng kỵ Không có hứng thú hay là không dám vậy, một cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao mà còn chẳng dám nhận lời khiêu chiến của một người cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ. Đỗ ca ngọc châm biếm nói, tôi sợ mình đánh chết anh, đường tuấn nghiêm túc nói. Chỉ với một cú của pháp lực ba 000 nguyên thì Đỗ Ca Ngọc sẽ chết mà không biết mình chết thế nào. Đỗ ca ngọc ngẩn ra một chút, nói, đánh chết tôi cũng được coi là bản lĩnh của anh. Cứ như vậy đi, đường Tuấn quyết định vẫn nên khiêm tốn thì hơn. Hừ, không thú vị, đỗ ca ngọc biếu môi, đôi mắt híp lại, nói, cho dù bây giờ anh có thể tránh được, chờ tới cổ vực bạch vũ rồi, tôi không tin anh còn trốn được. Ở bên trong sẽ không thoát khỏi bị giết đâu. Những người khác thấy thế, trong ánh mắt nhìn về phía đường Tuấn tức khắc hiện lên vẻ thương hại và trào phúng. Nghe nói lần này thần đình sắp xếp những người tham gia thí luyện thành một danh sách, Đỗ Ca Ngọc xếp hạng thứ 18. Chỉ cần có thể tiến vào 50 người đầu tiên, gần như có thể thông qua thí luyện 100%. Có người nói nhỏ, Đỗ Ca Ngọc xếp hạng thứ 18 mà đã khủng khiếp như thế, vậy 10 hạng đầu không phải mạnh đến trái ý trời sao. Có người kinh ngạc nói, mọi người tản đi rất nhanh, lúc Đỗ Ca Ngọc đi qua người đường Tuấn, đã hung giữ liếc anh một cái cái ánh mắt này giống như con sói đói nhìn chằm chằm đàn đàn dê vậy. Chờ đến cổ vực Bạch Vũ sẽ cho anh đẹp mặt, Đỗ Ca Ngọc nói nhỏ. Đường Tuấn lại không để bụng. Rất nhanh trong khoang thuyền cũng chỉ còn lại ba người Đường Tuấn và A La Nạp. Vốn ba người ngập tràn trí khí trong lòng nhưng chỉ qua hai ngày ngắn ngủn đã bị đả kích đến chết lặng. Nhìn ba người liếc mắt một cái, Đường Tuấn đã xoay người bỏ đi. Đáng giận, A La Nạp nện một quyền xuống mặt đất. Cho dù là Đỗ Ca Ngọc thì thằng nhóc này dựa vào đâu mà nhìn anh ta với ánh mắt như vậy chứ? Chương 1862, đồ nhà quê. Nửa tháng sau, ảo ảnh thuyền thần đình đã tiến vào chỗ giao nhau giữa biển tinh thần và cổ vực Bạch Vũ với thành Man thú. Nơi này là địa điểm bắt đầu thí luyện thần đình lần này. Đường Tuấn lẻ loi đi xuống thuyền, nhìn thành Man thú to lớn đổ sộ. Tường thành cao mấy trăm trượng chìm trong biển mây, mà bờ tường có một màu đen nhánh còn tỏa ra mùi máu tươi thật nhạt. đó là dấu vết sau khi máu tươi khô để lại. ngoại trừ những cái này, còn có một trận pháp bảo vệ rất mạnh, lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. tinh thần của thị vệ canh thành ai nấy đều tràn đầy năng lượng, ánh sáng trong mắt rực rỡ, gần như đều thuộc cảnh giới nguyên đan viên mãn, hơn nữa ít nhất còn có người tu hành ngũ văn. trên người bọn họ tràn ngập sát khí, hoàn toàn khác biệt với những đệ tử khổ tu trong các tông môn lớn như mấy người giả tư nhiên. nếu hai bên đánh nhau chỉ sợ giả tư nhiên sẽ bị giết chết hết sạch. Ngoại trừ thị vệ cảnh giới nguyên đan viên mãn, không ngờ có không ít người tu hành thuộc cảnh giới nguyên anh. Không hổ là thành thứ ba của thế giới man hoang mà. Đường Tuấn hơi cảm thán. Anh đến thế giới man hoang đã đi qua mãn huyên thành, thành Long An, còn có thành man thú trước mắt. Trong ba thành, trình độ vũ lực của thành man thú rõ ràng đã áp đảo hai thành còn lại. Đồ nhà quê. Đỗ ca ngọc đi lên từ phía sau đường Tuấn, thờ ơ liếc anh một cái, trên mặt là vẻ coi thường nhàn nhạt, nhạt. Thành man thú chính là pháo đài giao với biển tinh thần và cổ vực Bạch Vũ, thần đình phải sắp xếp một vị thống lĩnh cao cấp đóng quân ở chỗ này quanh năm để phòng ngừa man thú biến dị, thực lực quân đội mạnh mẽ là điều hiển nhiên. Đỗ ca ngọc hừ một tiếng, rồi vênh váo tự đắc đi lên phía trước, dường như chỉ cần nói thêm một câu với đường Tuấn sẽ làm cậu ta cảm thấy mất mặt. Những người khác cũng lục tục đi qua người đường Tuấn, ánh mắt đầy châm chọc, mang theo sự trào phúng rõ ràng. Nửa tháng qua gần như cứ vài ngày Đỗ Ca Ngọc sẽ dùng ngôn ngữ để kích động Đường Tuấn một lần, cậu ta muốn dùng cách này kích thích anh ra tay, đáng tiếc Đường Tuấn cứ giống như là người gỗ không hề có hành động nào. Kiểu thái độ này làm cho bọn họ vô cùng khinh bỉ. Cho dù biết bản thân không phải đối thủ, nhưng đến lá gan chiến đấu cũng không có, làm sao có thể xứng trở thành một người tu hành được ngược lại bọn họ có thấy hơi kính sợ với người càng thua càng đánh như A Lan Nạp. Ha ha, Đường Tuấn chỉ cười nhạt. Nửa tháng qua, thần văn của anh lại thăng cấp thêm 10 cái, pháp lực đã sắp đạt 4.000 nguyên, nhưng đồng thời sức mạnh trấn áp nguyên đan cũng càng ngày càng nhiều. Vào lúc này nếu thật sự động tay động chân, thì anh sẽ không thể khống chế tốt được sức mạnh. Chỉ cần pháp lực cao tới 4.000 nguyên hơi thoát ra, thì sẽ rất dễ đánh chết phần lớn người trong nhóm. Ngược lại lựa chọn trốn tránh, sẽ làm ý chí của mình lơi lỏng, đạo tâm phủ bụi trần, ảnh hưởng con đường tu hành tương lai. Cho dù cậu không phải đối thủ Đỗ Ca Ngọc, nhưng chỉ cần cậu nghênh chiến, thì không ai dám cười cậu nữa. Lúc này, một người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh đường Tuấn. Người đàn ông chắp tay sau lưng hơi ngửa đầu nhìn tường thành cao lớn, trong ánh mắt mang theo vẻ kính sợ. Người này chính là trưởng lão giang hộ tống đám người đường Tuấn tới thành man thú lần này. Cảm ơn trưởng lão đã nhắc nhở. Có điều Đỗ Ca Ngọc không phải đối thủ của tôi, nguyên nhân tôi không ra tay là vì sợ không khống chế được sức mạnh của mình rồi bất cẩn đánh chết cậu ta. Đường Tuấn nói đầy nghiêm túc. Trường 1863 Đường Tuấn tự so sánh với bản thân. Những đội ngũ tham gia thí luyện khác chắc là đã tới rồi, chúng ta chuẩn bị qua đi tập hợp thôi. Trong những người đó có không ít người mạnh hơn Đỗ Ca Ngọc, cậu đừng nhắc lại những lời như vừa rồi nữa, nếu không tôi cũng chẳng cứu nổi cậu. Trưởng lão Giang đi về phía trước. Đường Tuấn lắc đầu, thời buổi này nói thật mà cũng chẳng có ai muốn tin sao. Đi theo đội ngũ, rất nhanh Đường Tuấn đã đi vào sân của một tòa nhà, trong khoảng sân rộng có chừng mấy trăm nam nữ tuổi trẻ tụ tập. Lúc này phần lớn mọi người đều đang tập trung trước tấm bia đá. Đó là bảng sơn hà, bên trên ghi xếp hạng tổng hợp của mọi người tham gia thí luyện lần này bao gồm cảnh giới, thực lực thiên phú và các mặt khác, cậu có thể đi xem một chút để biết vị trí của mình ở đâu. Còn nữa tôi nhắc cậu một tiếng, nếu cậu gặp 50 người phía trước tốt nhất thì cứ đi đường vòng, những người đó là sự tồn tại mà cậu không thể trêu vào. Trưởng lão Giang nhắc nhở một tiếng, rồi biến mất ở trong sân. Đường Tuấn đi lên phía trước, chỉ thấy trên bảng sơn hà ghi đầy tên của 378 người, dưới tên mỗi người có viết một vài lời giới thiệu ngắn gọn. Rất nhanh anh đã tìm được xếp hạng của mình. Số 360 Đường Tuấn, cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, tư chất bình thường, thực lực bình thường tiếp được hai chiêu của Tu La Môn Vân Anh thư không thua. Đường Tuấn nhìn thoáng qua, không khỏi bật cười, không ngờ rằng trận chiến của anh và Vân Anh thư lại trở thành tiêu chuẩn đánh giá thực lực của anh. Anh nhìn về phía trước, một vài cái tên lướt qua, xếp hạng càng cao, kích thước của tên càng to. Ở vị trí thứ 18, anh nhìn thấy tên Đỗ Ca Ngọc. Số 18, Đỗ Ca Ngọc, cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, thực lực trên mức trung bình, tư chất rất tốt từng chiến đấu 3 ngày 3 đêm với một vị cảnh giới nguyên anh đỉnh cao mà không bại. Tiếp tục nhìn lên trên. Tên thứ tư là Liễu Ngọc Huy của Lưu Quang Điền, cảnh giới nguyên anh trung kỳ, tư chất rất tốt, thực lực rất tốt, từng giết một vị cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Tên thứ ba là An Thi của Tương Tư Quan, cảnh giới nguyên anh trung kỳ, tư chất rất tốt, thực lực rất tốt, từng giết người tu hành cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Tên thứ hai là Mạc Lăng Thiên của Cung Thái Hư, cảnh giới nguyên anh trung kỳ tư chất rất tốt, thực lực rất tốt, từng giết cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Người đầu tiên, Hồng Nhật Linh, cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, tư chất tuyệt hảo, thực lực tuyệt hảo, trong vòng 10 chiêu đã giết một vị cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Trong vòng 10 chiêu mà có thể chém giết một vị cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, thực lực của tên Hồng Nhật Linh này thật là mạnh. Trong đám người vang lên tiếng trầm trồ đầy ngạc nhiên. Cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, pháp lực có lẽ khoảng từ 1.000 nguyên đến 3.000 nguyên chi. Mà như Nguyên Anh trung kỳ, pháp lực chỉ có mấy trăm nguyên. Nói cách khác cái tên Hồng Nhật Linh này có pháp lực ít nhất gấp 10 lần những người cùng cảnh. Đây chính là thiên phú vô cùng ghê gớm, khó trách đứng trên hơn 300 người, Hồng Nhật Linh cũng là người duy nhất đạt được cả thiên phú và thực lực tuyệt hảo. Đường Tuấn tự so sánh với bản thân. Chương 1864, có dám uống cùng người độc thủ này uống một ly không? A La Nạp hơi cười lạnh, chỉ vào bảng Sơn hà, lại chỉ Đường Tuấn thì thầm nói chờ xem. Đường Tuấn nhìn thấy thế, không nhịn được cười to. Vừa rồi anh cũng thấy trên xếp hạng của ba người này trên bảng Sơn Hà, xếp thứ 300. So với hạng 360 của anh, đúng là cách xa không ít. Không thể không nói, đây là ý kiến rất buồn cười. Người trẻ tuổi không cần để ý, xếp hạng cũng không thể hiện được tất cả. Ở bên cạnh bảng Sơn Hà, một người đàn ông mặc bộ đồ cũ màu xám, trông hơi cũ nát, trong tay cầm một cây gậy như cây quải trược, nhìn có chút lôi thôi, ngồi trên thềm đá đối diện Đường Tuấn, nói: "Người đàn ông này hình như là người trông coi bảng sân hà. Loại khí tức yếu ớt thế này, chỉ có cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, vốn dĩ không đáng để những thiên tài này đặt trong mắt. Nếu không phải vẫn kiêng kỵ thần đình, với bộ dạng không ngay ngắn này của anh ta, chỉ sợ sớm đã bị người khác đuổi ra ngoài." Đúng vậy, tôi cực kỳ đồng tình với câu nói này. Đường Tuấn khẽ gật đầu lúc ở trái đất rất nhiều người đều ở phía trước anh nhưng những người kia bây giờ cũng chỉ có thể ngước nhìn đây chính là tự tin của đường tuấn người đàn ông lôi thôi khẽ giật mình rõ ràng không ngờ tới đường tuấn có thể nói như vậy trong mắt người đàn ông lộ ra tia hồi ức trong quá khứ cười cười thấp giọng nói trước kia tôi cũng nghĩ như vậy không biết ông ta moi bình rượu ra từ chỗ nào tự mình uống một ngụm sau đó hỏi tiếp có dám uống cùng người độc thủ này uống một ly không đương nhiên Đường Tuấn nhận chai rượu, trạng thái buông thả rót đầy miệng. Rượu không phải loại thuốc tiên gì, thậm chí còn không được coi là rượu ngon, uống vào cay xè, giống hệt như lửa đốt. Loại rượu này chỉ có người bình thường uống, không có tu sĩ nào muốn uống loại này. Những người xung quanh không có ai được coi là bạn bè, Đường Tuấn cũng lười đi tán chuyện phiếm, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, hai người anh một ngụm tôi một ngụm, cười cười nói nói, không thèm để ý thái độ của những người khác tự hủy hoại bản thân chỉ có thể làm bạn cùng lão già vô danh này a à, la nạp các người vậy mà bị loại người này đánh bại đúng là mất mặt đỗ ca ngọc cười một tiếng diễu cợt giọng nói tràn đầy khinh thường a à, la nạp lạnh lùng trả lời bên trong cổ vực bạch vũ tôi sẽ khiến cho anh ta phải hối hận nói chuyện cùng người đàn ông một lúc đường tuấn mới nhớ ra còn chưa hỏi tên đối phương người đàn ông trầm ngâm nói lâu lắm rồi không có người hỏi tên của tôi tôi cũng quên mất rồi có điều trước đây lâu lắm rồi, người khác hay gọi tôi là Bạch Thụy Du. Bạch Thụy Du, Đường Tuấn kêu một tiếng, cũng không để ý nhiều. Cái cảm giác uống rượu thoải mái thế này, đã lâu lắm rồi anh không có, đến nỗi thân phận của đối phương là gì anh cũng lười nghĩ. Mười người hạng trước tới rồi, đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên ồn ào hẳn lên. chương 1865, trên đời này luôn có người tự cho mình là đúng. Bước chân Hồng Nhật Linh bỗng nhiên dừng lại, Ánh mắt sắc lẹm đảo qua tất cả mọi người. Bị ánh mắt hắn nhìn như vật, mọi người đều không nhịn được cúi đầu xuống, kể cả những thiên tài xếp hạng thứ mười mấy trên bảng Sơn Hà kia. "Hả?" Bỗng nhiên, Hồng Nhật Linh nhăn mày lại. Hắn nhìn như vậy, mà bên cạnh bảng Sơn Hà, hai người đàn ông kia vẫn không biết gì, vẫn thản nhiên uống rượu. Sắc mặt cậu ta lập tức trở nên khó coi. Đây là lần đầu tiên có người không thèm nhìn cậu ta, trong lòng không tránh được có chút không vui hừ lạnh một tiếng, Hồng Nhật Linh đi đến phía trước bảng Sơn Hà. Bàn tay cậu ta cầm một vòng tròn ánh sáng trong suốt, nhẹ nhàng vẽ một vòng trên bảng Sơn Hà. Trên bảng Sơn Hà sắp đặt cấm chế, phòng ngừa bị người khác phá hỏng. Nhưng Hồng Nhật Linh vừa vẽ một cái nhẹ nhàng, những cấm chế kia lập tức bị xé bỏ. Ánh sáng lấp lóe, tên người chẳng chịt trên bảng Sơn Hà bị xóa đi hơn một nửa, chỉ còn lại mấy cái tên đứng đầu. Tên rác rưởi, không có tư cách đặt cùng chỗ với tên tôi ánh mắt hồng nhật linh lạnh như băng đảo qua đám người trong sân. Em mờ thanh rơi xuống, trong sân ban đầu là yên tĩnh, tiếp đó trong lòng mọi người bừng bừng lửa giận. Một thanh niên trong đám người đứng dậy hét lớn, Hồng Nhật Linh, cậu đừng ngông cuồng quá. Chúng tôi thừa nhận cậu rất lợi hại, nhưng chúng tôi cũng không phải là kém đâu. Cậu là ai? Hồng Nhật Linh khẽ nhướng mày, nhìn người thanh niên hỏi. Xếp hạng 11 trên bảng Sơn Hà, Ba Vân. Một chiêu, Hồng Nhật Linh trả lời. Cái gì? Ba Vân sững sờ. Ba Vân vừa dứt lời, đã ôm bụng quằn quại ở dưới đất, cơ thể co rúm, giống hệt như con tôm trước khi chết. Hồng Nhật Linh rút chân lại, trên mặt là vẻ trào phúng nhàn nhạt, nhạt, ngay cả một cước của tôi cũng không tránh được, không phải rác rưởi thì là gì? Ánh mắt cậu ta lạnh như băng nhìn Đường Tuấn, thấy đối phương không có ý định đứng dậy, trong con người vô cùng tức giận, từ từ bùng nổ như gió bão xem ra cậu không được chào đón lắm thì phải. Bạch Thụy Du cười cười, nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn trả lời, trên đời này luôn có người tự cho mình là đúng. Bạch Thụy Dụ cười, lời này nói đúng, nên uống. Nói xong, Bạch Thụy Dụ lại uống một ngụm. Audio điện tử võ tấn bền. chương 1866, không phải tôi muốn ngăn cản cậu. Giang trưởng lão lắc đầu, hỏi, ngoại trừ Đỗ Ca Ngọc xếp hạng thứ 18 trên bảng Sơn Hà, những người khác đều không có gì đáng nói cả. Trong đầu ông ta hiện ra gương mặt Đường Tuấn, cười nhạo nói, nhưng mà có một tên nhóc vừa khiếp sợ nhưng vừa liều lĩnh. Người kia trả lời, thế này thì tính là gì, kiểu gì cũng sẽ có mấy tên nhóc có tiếng mà không có miếng, không có năng lực nhưng vẫn tự xưng thiên tài. Thần đình chúng ta tuyển luyện thí sinh không phải vì muốn loại bỏ mấy người như thế nào sao? Giang trưởng lão gật gật đầu, đột nhiên hỏi, à đúng rồi vị thống lĩnh đại nhân kia tìm chúng ta có chuyện gì không người bạn khẽ nhíu mày nói cái này tôi cũng không rõ lắm vị thống lĩnh đại nhân đó làm việc thần bí vô cùng chấn giữ thành man thú đã mấy trăm năm tôi cũng chưa được thấy mặt thật của anh ta sang trưởng lão trả lời điều này cũng đúng bốn người thống lĩnh của thần đình có thân phận vị thống lĩnh này là thần bí nhất đến bây giờ tôi còn chưa biết được tên anh ta trên mặt người bạn nở một nụ cười nói cái này thì thật ra tôi có thể trả lời anh liên quan đến tên của vị thống lĩnh phía tây này tôi cũng chỉ tình cờ biết đến rất nhiều năm trước người khác đều gọi anh ta là bạch thụy dụ có điều vị thống lĩnh phía tây này không thích người khác gọi tên của anh ta cho nên tốt nhất là anh cứ làm như không biết tên người này bạch thụy dụ giang trưởng lão gật gật đầu một cái thống lĩnh thần đình nhưng sự tồn tại của bọn họ còn yếu hơn cả thiên sứ cai quản mục gian cũng mới chỉ là một nửa cao thủ những vị thống lĩnh xa xôi này không phải người trưởng lão thần đình có thể đối đầu đâu. Trong sân, trên người Hồng Nhật Linh tỏa ra sát khí nồng nắng, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lại chỗ này. Ngay cả cao thủ Ba Vân xếp hạng thứ 11 cũng không phải đối thủ của Hồng Nhật Linh, chứ đừng nói cái người chỉ xếp hạng hơn 300 này. Tên hạng chót này lấy đâu ra dũng khí đấy thế? Hồng Nhật Linh nhíu mày, muốn động thủ. Lúc này, một người phía sau cậu ta bỗng nhiên đứng ra, hạ giọng nói, Hồng Nhật Linh, lúc này mà đánh nhau thì không thích hợp lắm đâu hồng nhật linh nhìn người kia cười lạnh nói mạc lăng thiên cậu đang muốn ngăn cản tôi hả à? người vừa mới nói là mạc lăng thiên của cung thái hư mạc lăng thiên lắc đầu nói không phải tôi muốn ngăn cản cậu suốt lời cậu ta hắng giọng một tiếng nói tiếp người khác không biết tại sao hôm nay chúng ta tập trung ở đây chẳng lẽ cậu cũng không biết sao vị thống lĩnh kia của thần đình cũng không muốn thấy cảnh như thế này đâu Hồng Nhật Linh nhướng mày, nói cậu cảm thấy vị tại nhân kia có quan tâm đến sống chết của một nhân vật nhãi nhép này không? Mạc Lăng Thiên cười nói, trong mắt của thống lĩnh đại nhân, chúng ta cũng là một nhân vật nhãi nhép thôi. Cậu cũng nghe qua rồi chứ, vị thống lĩnh kia thần bí vô cùng, là người mạnh nhất trong bốn vị thống lĩnh. Nghe nói cậu từ chối một thống lĩnh muốn thu cậu làm đệ tử, vậy cậu có đủ dũng khí đối đầu với vị thống lĩnh này nữa không? Chương 1867, tôi có đường đi của chính mình. Mạc Lăng Thiên nhìn đường Tuấn cười cười, anh đừng trêu chọc cậu ta nữa. Ngay cả ba đệ tử xuất thân chính quy phía trên chúng ta cũng không phải đối thủ của cậu ta, anh đừng tự rước lấy nhục nữa. Mạc Sư Huynh, lời vừa nãy anh nói có ý gì? Giữa sân, bỗng nhiên có người đứng ra hỏi. Mạc Lăng Thiên cười nói, đại hội hôm nay là vị thống lĩnh thành man thú đích thân sắp xếp, từ trước đến giờ ông ấy chưa nhận đồ đệ, chắc là muốn xem thử có ai xứng đáng kế thừa hay không. Em mờ thanh vừa dứt, đám người đang đứng ở sân bóng xôn xao. Có nghĩa là những người ở đây hôm nay có thể trở thành đệ tử thân truyền của vị thống lĩnh kia. Đỗ ca ngọc kích động hỏi. Có thể trở thành đệ tử của vị thống lĩnh phương Tây mạnh mẽ nhất. Dòng A la nạp run nhẹ nhẹ. Trong nháy mắt, hô hấp của tất cả mọi người trong sân đều trở nên rồn rập. Bọn họ đều từng nghe nói những sự tích liên quan đến vị thủ lĩnh phương Tây này. Chấn giữ thành man thú gần trăm năm, dẫn người ngăn lại thú chiều mấy chục lần, thực lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn được ca ngợi là người đứng đầu dưới thần. Nếu có thể trở thành đệ tử của vị thống lĩnh này, chắc chắn là cơ duyên vô cùng to lớn. Lúc này, chẳng còn ai quan tâm đường Tuấn như thế nào nữa. Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi, chuẩn bị chờ vị thống lĩnh kia đến, cố gắng biểu hiện mặt tốt nhất của mình ra ngoài. Bên cạnh bảng Sơn Hà, Bạch Thụy dụ hỏi đường Tuấn, cậu không muốn trở thành đệ tử của vị thống lĩnh kia à? Trong mắt anh ta lộ rõ vẻ tò mò, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị, chỉ có đường Tuấn vẫn đang thở ơ, giống như căn bản không để mối cơ duyên này ở trong lòng. Đường Tuấn trả lời, tôi có sự phụ rồi. Bên trong Thái Sơn, anh đã bái đạo sĩ Trung Thanh làm sư phụ. Dù cho đối phương cũng không dạy anh được bao nhiêu, nhưng cơ duyên ở Thái Sơn là thật, bằng không anh muốn ngưng tụ 99 đạo thần văn không biết phải làm thế nào. Hơn nữa trong lòng đường Tuấn cũng không cho rằng vị thống lĩnh kia có thể dạy cho mình cái gì. 99 đạo thần văn, đừng nói ở thế giới hoang dã, kể cả ở các vũ trụ lớn trong tinh hà, hẳn là cũng không có được mấy cái. Bạch Thụy dụ hỏi, con đường tu hành chưa từng có sư phụ cố định. Cậu bái thêm một sư phụ, tôi tin rằng người thấy kia cũng không trách cậu đâu. Anh ta thật sự rất thích cái tính cách này của Đường Tuấn. Mặc dù thiên phú không quá tốt, nhưng đạt đến cảnh giới này rồi, Bạch Thụy dụ lại càng coi trọng tâm tính người hơn. Đường Tuấn lắc đầu, đáp tôi có đường đi của chính mình. Chương 1868 đây chính là Vân Xương đại nhân. Nói xong, Bạch Thụy dụ bước một bước ra bên ngoài, biến mất ở trong sân, ngoài trừ Đường Tuấn, không ai chú ý đến chuyện anh ta rời đi. Thần thần bí bí, Đường Tuấn lắc đầu. Ầm. Uhm, đại sảnh bỗng nhiên chấn động, giống như có động đất vậy. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong sân, một đám người sắc mặt biến động nhao nhao nhìn về phía ngoài thành man thú. Bọn họ có thể cảm nhận được, chấn động dữ dội này đến từ nơi đó. Là thú triều. Hồng Nhật Linh lách mình từ trong đại sảnh đi ra, ánh mắt trở nên ác liệt vô cùng, thật không ngờ vậy mà lại gặp thú triều, đây là cơ hội tuyệt vời để tôi thể hiện. Nói xong, thân hình cậu ta khẽ động đậy, đã biến mất ở trong sân. Chúng ta cũng đi, thú triều mặc dù kinh khủng, nhưng có quân đội canh giữ ở thành man thú, có thể ngăn cản phần lớn tấn công của đám dã thú đó. Chúng ta chỉ cần tìm chỗ yếu của bọn chúng, chết giết dã thú, không chỉ có thể tôi luyện pháp thuật, không chừng còn có thể thu hút sự chú ý của vị thống lĩnh kia. Những người khác ngoảnh mặt nhìn nhau, trong mắt phát sáng, lần lượt rời đi. Rất nhanh, trong sân chỉ còn lại lác đác vài người. Những người này hầu hết đều là hạng chót trên bảng Sơn Hà, biết thực lực mình không tốt, lại không có cao thủ dẫn dắt, chỉ có thể ở lại đây. Lại là thú chiều đường tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm xung quanh biển tinh thần và cổ vực bạch vũ là mảnh đất lớn khô cằn sỏi đá ngoại trừ một vài bộ lạc man dợ bên ngoài chỉ có dã thú sinh sống mà đám dã thú này thực lực rất mạnh mẽ yếu nhất cũng có tu vi cảnh giới nguyên đan cách một khoảng thời gian dã thú sẽ liên thủ kết bè kết đội đánh vào thành man thú và căn cứ của đám tu sĩ xung quanh chiếm đoạt tài nguyên đây chính là thú triều bên ngoài thành man thú từng con quái thú tướng mạo hung giữ tụ lại một chỗ, tạo thành một làn sóng dã thú. Những quái thú này trên đầu có hai sừng, miệng đầy răng sắc, có vài con đầu rắn thân người, còn có con mọc hai cái đầu trên người. Đây chính là man thú, còn hung ác hơn yêu thú bình thường, cho đến tận bây giờ, vẫn không ai biết đám man thú này rốt cuộc được sinh ra như thế nào. Bên trên tường thành man thú cao cao, người đàn ông mặt không chút biểu cảm nhìn biển thú phía dưới, phía sau anh ta một đống tướng lĩnh, còn có những trưởng lão của thần đình, giang trưởng lão cũng có trong đó. Đám người giang trưởng lão vụng trộm nhìn về phía người đàn ông kia, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Đây chính là Vân Sương Đại Nhân, nghe nói anh ta từ trước giờ không dùng diện mạo thật để gặp người khác, xem ra quả thật là như thế. Trong lòng giang trưởng lão run run, thống lĩnh Đại Nhân, thời gian lần này thú triều bạo phát có chút khác thường, tính theo kinh nghiệm chúng ta rút ra được, ít nhất một tháng nữa mới xảy ra bạo phát sau lưng người đàn ông, một người đàn ông khác đang cao mày. chương 1869 Mấy người phía sau sắc mặt nghiêm nghị, nói, đại nhân cứ việc giao phó. Ngài muốn chúng tôi bảo vệ đệ tử tông môn lớn nào? Hay là cái người tên Hồng Nhật Linh, nghe nói thiên phủ của cậu ta tuyệt thế vô song, dại nhân có ý định nhận hắn làm đệ tử sao? Bạch Thụy Dụ khế cười một cái, trả lời, thiên tài tôi từng thấy nhiều vô số kể, Hồng Nhật Linh còn chưa đáng để tôi phí vậy gia tăng không phải nhiều tâm tư như vậy, cậu ta cũng lớn nào, không phải đệ tử tông môn. Trong lòng mọi người nghi hoặc, ngoại trừ người tên Hồng Nhật Linh Thiên phủ xuất chúng trong đám đồ đệ này, còn có ai đáng giá đến nỗi vị đại nhân này còn mất công dặn dò. Bạch Thụy dụ trả lời, xếp hạng của cậu ấy ở vị trí 360, tên Đường Tuấn. Là cậu ta, Giang Trường lão giật mình, nói. Bạch Thụy dụ nhìn ông ta đầy ẩn ý, nói, là cậu ấy, ông có ý kiến gì không? giang trưởng lão chỉ cảm thấy ánh mắt của anh ta lại tự nhiên chân thực đến thể phảng phất có thể nhìn thấu tất cả bí mật với âm u trong lòng ông ta ông ta vội vàng cúi đầu cung kinh nói tiểu nhân không dám nhưng trong lòng lại trộm nghĩ tên đường tuấn này có chỗ nào khiến vị đại nhân này coi trọng đến mức này các tướng lĩnh và trưởng lão khác mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng bạch thụy dụ đã tự mình lên tiếng ai dám nói một chữ không sau khi giao phó xong bạch thụy du nhìn phía cuối của thủ triều nói tôi đi kiểm tra một chút mọi người trông giữ ở đây nói xong ầm một tiếng bạch thụy rụ biến mất tại chỗ bên ngoài thành man thủ đường tuấn nhìn biển đã thủ trước mặt lông mày nhíu chặt lại đám man thủ trước mặt dữ tợn đáng sợ bốn chân giống hệt như kiếm sắc trong bóng tối lập lòe sáng lộng lẫy độ cứng cáp của da có thể so với vũ khí đúc từ đồng bọn chúng không có pháp thuật nhưng có thể phát huy thực lực từ chính cơ thể này còn chưa nói đến bên trong đám man thú còn có loại đột biến, há mồm một tiếng có thể phun ra gió lóc bao phủ, hoặc ngưng tụ băng lạnh, hoặc lửa tìm ngập trời, uy lực lạnh hoặc hiện nhiệm không hề thua kém pháp thuật thần thông. Nhưng đã thủ đột biển này, ít nhất phải cảnh giới Nguyên Anh Sơ Kỳ mới có thể đánh một trận thải cảnh giới Nguyên Anh Sơ Tê. Cách đó không xa, đám đệ tử thực tập bị ép hợp lại thành một tiểu đội, khó khăn ứng phó với làn sóng tấn công của man thủ xung quanh đồng thời không ngừng sử dụng pháp thuật, muốn tính toán chém giết man thủ man thú xung quanh bọn họ không đột biến lắm, chỉ có cảnh giới nguyên anh sơ kỳ, cho nên mấy người bọn họ hợp sức lại, mặc dù khó khăn nhưng không đến nỗi nguy hiểm tính mạng. Chỉ là man thú mà thôi, đúng lúc này, từ chỗ xa xa truyền ra một tiếng quát lớn. Đường Tuấn quay đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong biển man thủ, hồng nhật linh thần thông quảng đại, không hề hoảng sợ đám man thủ đang phun bằng lạnh hay lửa tím, cậu ta tùy tiện tung một chiều đã có thể khiến man thú bị thương mà xung quanh cậu ta không ra đám đệ tử xếp trong hạng 10, bao gồm cả Mạc Lăng Thiên, Liêu Ngọc Duy với An Thi, ba người bọn họ mặc dù cũng là cao thủ, nhưng với Hồng Nhật Linh vẫn có tranh lệch không nhỏ. Tên này quả nhiên mạnh mẽ, trên mặt đường Tuấn lộ rõ về thay đổi, nghiêm mặt nói cũng sắp bằng một phần năm thực lực của mình, xem ra mình vẫn phải tiếp tục cố gắng. Nhân loại mạnh miệng, một mình người cũng dám bước vào biển man thú. Ha ha, nhìn tao ăn mày này, đúng lúc này, một cái mồm dài hiện ra một cái vòi hút cực lớn hai cái móng một tiếng man thủ gào cần về piết như cái kim man thủ gào thét một tiếng cắn về phía đường tuân đôi mắt man thủ màu xanh lục tràn đầy tham lam tự tìm cái chết đường tuấn híp mắt lại ngón tay cong cong búng một cái man thủ lập tức nổ tung máu dịch màu xanh lá đậm đặc phun đầy bầu trời con man thú này tính ra cũng phải bằng bảy tám cao thủ nguyễn đan vậy mà không đỡ nổi một chiêu của đường tuấn đường tuấn dựng lên một kết giới che chắn chặn những dòng máu xanh là kia bỗng nhiên anh thấy trong dòng máu đầy trời sen lẫn một tia sáng màu xám đó là cái gì trong lòng đường tuấn khẽ động đậy pháp lực hóa thành một tia mảnh kéo tia sáng này lại tia sáng này vừa chạm vào tay đường tuấn vậy mà inh povaham vào tay tuấn thoáng cái đã nhập vào trong lòng bàn tay anh cái gì sắc mặt đường tuấn biến động vừa rồi trên lòng bàn tay anh vẫn còn một tầng pháp lực đừng nói tia sáng của man thủ này thực lực mới chỉ ở cảnh giới nguyên đan, kể cả có cảnh giới nguyên anh cũng không phá được. Vậy mà tia sáng này lại có thể dưới sự phòng bị của anh tiến vào bên trong, khiến cho đường Tuấn thật sự ngạc nhiên. Xuân Tuân đứng cạnh chỗ đường Tuấn không xa, hai tướng quân đang đội lốt man thú trên người, chứng kiến một cảnh như lập tức trở nên sợ hãi. Vậy, sắc mặt, hai người này là tướng lĩnh trong đội bách phụ trưởng của thành man thú, đang nhận lệnh âm thầm bảo vệ đường Tuấn người này to gan thể, dám hấp thụ linh quang man thủ. chương 1870 Linh quang này là chỗ sâu nhất bên trong man thú, chứa đựng tinh hoa với ác tính của man thú, kể cả thống lĩnh đại nhân cũng không dám đặt linh quang man thú vào trong cơ thể. Chỉ cần sơ ý một chút, hoặc là bị năng lượng to lớn không chịu nổi bạo phát mà chết, hoặc là bị tấn công bởi ác tính, thần chí mê man, biến thành quái vật nửa người nửa man thú. Tên này chắc chắn bị điên rồi cần ra tay cứu cậu ta không? Cứu, cứu như thế nào? Linh quang xâm chiếm trong nháy mắt, chỉ một lúc sáu, hung tính man thủ sẽ khống chế tinh thần của cậu ta anh với tôi hợp lực lại cũng không có ý nghĩa gì cả. Muốn trách chỉ có thể trách cậu ta không biết trời cao đất dày thôi. Hai vị tướng lĩnh cũng là người tu hành đến cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, trải qua vô số chém giết, thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng đối mặt với thứ đáng sợ kỳ quái linh quang man thú này, vẫn không có cách nào đối phó chuẩn bị nhặt xác cho cậu ta thôi, suy nghĩ xem tí nữa nhận tội với đại nhân như thế nào. Thực sự là xui xẻo, hai người tưởng lĩnh phản nàn nói, xui xéo, hai người tưởng tính phân. Anh xem, lúc này một trong hai người như gặp được chuyện quỷ dị nào đó, âm thanh run rẩy nói với người còn lại. Trong tầm mắt hai người, cơ thể đường tuấn cứng lại một chút, đầu lung lay, sau đó bắt đầu chém giết liên tiếp. Không phải cậu ta nên bị ác tính bên trong linh quang thôn tính, Mất đi bản thân sao? Hai vị tướng lĩnh vô cùng nghi hoặc, trong quá khứ, bọn họ gặp không ít người hấp thụ linh quang, không có một ai có thể bình an vô sự. Có lẽ trên người cậu ta có bảo vật đại nhân ban thưởng. Hai người tướng lĩnh liếc nhìn nhau, cũng không suy nghĩ sâu vấn đề này, tiếp tục âm thầm bảo vệ Đường Tuấn, tinh thần càng thêm tập trung, chỉ sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa. Mà lúc này, trong lòng Đường Tuấn đang vô cùng chấn động. Vừa rồi quả thực lĩnh quang muốn cắn nuốt tinh thần của anh, anh không hề nghĩ tới tia sang kia lại chứa đựng tinh hoa thuần khiết nhất của man thú với bản tính, người bình thường đương nhiên không thể chịu nổi. Nhưng trong nháy mắt lúc linh quang bùng nổ, trong cơ thể đường tuấn, nguyên đạn thần văn với 99 đạo thần văn đồng thời tỏa ra tia sáng man mát, rửa sạch toàn bộ ác tính bên trong linh quang, chỉ còn lại năng lượng thuần khiết nhất. Phần lượng đó nhiều những có thể khiến thực lực lớn kỳ, mặc dù không của cơ thể đường tuấn tăng thêm một chút phải biết rằng cơ thể Đường Tuấn bây giờ không yếu ớt giống những người ở cảnh giới nguyên anh, muốn mạnh thêm một chút, không biết cần tiêu phí bao nhiêu bảo vật với khổ luyện. Không phải cậu ta nên bị ác tính bên trong linh quang thôn tính, mất đi bản thân sao? Hai vị tướng lĩnh vô cùng nghi hoặc, trong quá khứ, bọn họ gặp không ít người hấp thụ linh quang, không có một ai có thể bình an vô sự. Có lẽ trên người cậu ta có bảo vật đại nhân ban thưởng. Hai người tướng lĩnh liếc nhìn nhau, cũng không suy nghĩ sâu vấn đề này tiếp tục âm thầm bảo vệ đường Tuấn, tinh thần càng thêm tập trung, chỉ sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa. Mà lúc này, trong lòng đường Tuấn đang vô cùng chấn động. Vừa rồi quả thực lĩnh quang muốn cắn nuốt tinh thần của anh, anh không hề nghĩ tới tia sang kia lại chứa đựng tinh hoa thuần khiết nhất của man thú với bản tính, người bình thường đương nhiên không thể chịu nổi. Nhưng trong nháy mắt lúc linh quang bùng nổ, trong cơ thể đường Tuấn, nguyên đạn thần văn với 99 đạo thần văn đồng thời tỏa ra tia sáng man mát, rửa sạch toàn bộ ác tính bên trong linh quang, chỉ còn lại năng lượng thuần khiết nhất. Phần lượng đó nhiều những có thể khiến thực lực lớn kỳ, mặc dù không của cơ thể đường tuấn tăng thêm một chút. Phải biết rằng cơ thể đường tuấn bây giờ không yếu ớt giống những người ở cảnh giới Nguyên Anh, muốn mạnh thêm một chút, không biết cần tiêu phí bao nhiêu bảo vật với khổ luyện. Tên nhóc này muốn chết phải không? Lại muốn tiến vào biển man thú. Hai vị tướng lĩnh bách phụ trưởng nhìn thấy đường tuấn thi triển pháp thuật, xuyên thẳng qua như ca bơi dưới nước, có vẻ lại muốn tiền vào bên trong thú triều. Trên mặt hai người không thể tránh khỏi tức giận, tiến vào sâu hơn nữa, ngay cả chúng ta cũng không thể bảo vệ được chính mình chứ đừng nói bảo vệ cậu ta. Hai người trần trừ một chút, lúc nhìn qua, lại phát hiện đường Tuấn đã biến mất trong biển man thủ minh mông. Cái này, sao động tác của cậu ta lại nhanh như vậy? Hai, người giật mình kêu lên, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? hai người chỉ có thể trợ mất ếch nhìn biển giã thú kéo dài đến vô tận. Quay về đi, nói rõ sự thật với thống lĩnh, tôi tin anh ấy sẽ không trách chúng ta. Hai người cười khổ nói. Thoát khỏi giám sát của hai tướng lĩnh bách phủ trưởng, sắc mặt đường Tuấn lập tức nhẹ nhõm không ít. Nhìn biển man thủ trước mắt, trên mặt đường tuần lộ ra ý cười, bắt đầu. Cơ thể càng mạnh, sức mạnh anh có thể sử dụng được càng nhiều. Audio điện tử võ tấn bền chương 1871. Thực lực man thủ xung quanh đường Tuấn đã đạt đến trình độ cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng đối với anh cũng không phải vấn đề gì lớn. Trong tay đường Tuấn nằm một tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc một phù văn vô tận thần bí, nhẹ nhàng vỗ một cái, một con man thú liền nổ tung. Cùng lúc đó một tia linh quang bị đường Tuấn hấp thu, cơ mâu cơ pi thể lại mạnh thêm một chút. Tay đường Tuấn đảo tấm bia qua lại, mỗi lần vỗ một cải, ít nhất sẽ có một con man thú chết đi tốc độ tụ lại của man thủ chỉ có thể miễn cưỡng theo sát tốc độ toàn sát của đường tuấn đường tuấn càng giết càng hưng sức mạnh sử dụng càng ngày càng mạnh ngay cả man thủ đã đến cảnh giới nguyên anh cao nhất cũng không thể đỡ nổi một chiêu của anh đứng cách chỗ đường tuấn không xa hồng nhật linh vừa tung một trường cũng giết chết một man thú cảnh giới nguyên anh cao nhất man thú xung quanh đều lộ rõ vẻ sợ hãi nhất thời đều không dám đến gần ba người liễu ngọc duy cũng nhích lại gần trên mặt lộ rõ vẻ kính nể nói, trong 20 chiêu đã có thể giết chết một man thù cảnh giới nguyên anh cao nhất, tốc độ còn nhanh hơn cả ba người chúng ta cộng lại, thực lực của anh thật sự là mạnh hơn chúng tôi một chút. Hồng Nhật Linh kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, nếu tôi dùng toàn lực, chỉ cần 10 làm chiều đã có thể giải quyết con này rồi. Cậu ta khinh bỉ liếc nhìn ba người Liễu Ngọc Duy, nói, những người giống như các cậu, không thể nào hiểu nổi sức mạnh này đâu. Mấy người ngượng ngùng cười một cái. Các cậu có phát hiện ra không, đám man thủ này hình như thực lực đã giảm đi rất nhiều. Mạc Lăng Thiên bỗng nhiên nói. Liễu Ngọc Duy cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói cử như là. Hồng Nhật Linh cười nhạo nói, xem ra man thủ cũng không phải hoàn toàn không có não, biết không phải đối thủ của tôi, không dám đối đầu với tôi. Copy off mặc dù lời của Hồng Nhật Linh quá tự cao tự đại, nhưng ba người Liễu Ngọc Duy không thể không thừa nhận, quả thực có khả năng này xảy ra. Mau ra tay đi, vị đại nhân kia không biết đang đứng chỗ nào nhìn chúng ta đâu hồng nhật linh trầm giọng quát trong lúc mơ hồ đã trở thành thủ lĩnh của mấy người những người khác cũng không dám trần trừ nữa chém giết man thú cũng có thể trở thành công trạng sau khi bọn hắn tiến vào bên trong thần đình khóe mắt hồng nhật linh liếc về phía bắc thành man thú nơi đó là cổ vực bạch vũ hy vọng nơi đó không xảy ra vấn đề gì copy off cậu ta không kịp nghĩ nhiều đã chạy vào trong đám man thú tiếp tục chém giết với thực lực của cậu ta, chỉ có những man thủ cao cấp kia, tương đương với man thủ có thực lực từ bậc thứ hai của thiên nguyên mới có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho cậu ta. Thế nhưng loại man thủ đó, đương nhiên có tướng lĩnh thành man thú đi xử lý, không tới lượt cậu ta phải lo lắng. Đường Tuấn không ngừng chém giết, cầm trong tay hai tấm bia, toàn thân khí nóng sôi trào, trông giống như một vị chiến thần trong truyền thuyết. Một chiều đập chết một con, sau đó lợi dụng linh quang man thủ nâng cao sức mạnh, cứ qua lại như thế, thực lực trong tuần bởi đầu phóng ra. Anh rơi vào trạng thái gần như điên cuồng, không hề để ý tới man thủ xung quanh mình càng ngày càng mạnh mẽ. Nếu như đám người Hồng Nhật Linh nhìn thấy tình huống lúc này bên chỗ đường Tuấn, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bốn phía xung quanh đường Tuấn, không có man thủ chia cấp bậc, toàn bộ đều mà cảnh giới nguyên anh cao cấp nhất, man thủ có pháp lực đạt đến 3 triệu rưỡi trở lên, hơn nữa con này chết đi, không ngừng có man thủ đi vào bổ sung cũng không phải do hồng nhật linh quá mạnh, khiến man thú lùi bước. Mà là vì phần lớn đám man thú này bị thực lực của đường Tuấn hấp dẫn. Phạm vi xung quanh chỗ đường Tuấn chém giết, mấy con man thủ trên đầu mọc ra hai cái càng đứng thành một vòng, trên gương mặt xấu xí bắt đầu lộ ra về sợ hãi. Đứng trong chỗ trung tâm là một cái đầu cao 5 mét, là một con man thủ hình kiến, thân hình còn đáng sợ hơn những con man thú khác mấy lần. Thiên kiến đại nhân, thực lực của người này rất đáng sợ. Man thủ cao cấp của chúng ta có thể đánh giết cùng người tu hành đến cảnh giới nguyên anh cao cấp, nhưng lại không đỡ nổi một chiêu của cậu ta. Một con man thú trong đám đó trầm giọng nói. Xúc tu trên đầu con man thủ thiên kiến kia rung rung, trả lên bảo máy man thu cao cấp với ly ra lời, để tạo lên. Bảo mấy man thú cao cấp kia lùi ra ngoài, không để thêm thương vong nữa. Lần này huy động thủ chiều quá vội vàng, vốn dĩ đã không tập hợp đủ sức mạnh của toàn bộ chúng ta, chỉ là không nghĩ tới loại người này sẽ xuất hiện khiến toàn bộ quân man thú chúng ta tổn thất nặng nề, bốn phía xung quanh Đường Tuấn, không có man thú chia cấp bậc, toàn bộ đều mà cảnh giới nguyên anh cao cấp nhất, man thú có pháp lực đạt đến 3 triệu rưỡi trở lên, hơn nữa con này chết đi, không ngừng có man thú đi vào bổ sung. Cũng không phải do Hồng Nhật Linh quá mạnh, khiến man thú lùi bước, mà là vì phần lớn đám man thú này bị thực lực của Đường Tuấn hấp dẫn. Phạm vi xung quanh chỗ Đường Tuấn chém giết, mấy con man thú trên đầu mọc ra hai cái càng đứng thành một vòng trên gương mặt xấu xí bắt đầu lộ ra về sợ hãi. Đứng trong chỗ trung tâm là một cái đầu cao 5 mét, là một con man thủ hình kiến, thân hình còn đáng sợ hơn những con man thú khác mấy lần. Thiên kiến đại nhân, thực lực của người này rất đáng sợ. Man thủ cao cấp của chúng ta có thể đánh giết cùng người tu hành đến cảnh giới nguyên anh cao cấp, nhưng lại không đỡ nổi một chiêu của cậu ta. Một con man thú trong đám đó trầm giọng nói. Xúc tu trên đầu con man thủ thiên kiến kia rung rung, trả lên bảo máy màn thú cao cấp với ly ra lời, để tạo lên. Bảo mấy man thú cao cấp kia lùi ra ngoài, không để thêm thương vong nữa. Lần này huy động thủ chiều quá vội vàng, vốn dĩ đã không tập hợp đủ sức mạnh của toàn bộ chúng ta, chỉ là không nghĩ tới loại người này sẽ xuất hiện, khiến toàn bộ quân man thú chúng ta tổn thất nặng nề. chương 1872 Những man thú khác lập tức vui mừng, nói có đại nhân ra tay, nhất định sẽ giết chết tên nhãi này vị thiên kiến đại nhân này là man thú cao cấp chân chính, thực lực có thể o với người tu hành 7 triệu trở lên, là man thủ mạnh nhất trong đám man thú này. Thân thể thiên kiến đại nhân cao lớn đạp trên mặt đất, Samarupi phát ra tiếng rung âm âm. Chúng mày tránh ra. Thiên kiến đại nhân đẩy đám man thủ trước người ra, xài bước về phía trước. Thiên kiến đại nhân nói, loài người nhãi nhép, có thể để tạo phải tự mình ra tay, đó là vinh hạnh của mày. Đừng nói nhám, đỡ của tạo một chiêu. Đường Tuấn vùng hai khối bia trong tay tới, hai khối bia này anh càng dùng càng thuận tay, đơn giản vì làm theo kích thước cơ thể anh mà. Hư sóng lớn kia xuống nguyên khi trời đất giống như sóng lớn úp xuống, nguyên khí trời đất đều bị chiêu này của Đường Tuấn làm cho rung chuyển. Một chiêu này của Đường Tuấn dùng đến 7 triệu pháp lực. Đánh hay làm, Thiên Kiến đại nhân nuốt một ngụm, ngang nhiên đỡ lấy, vậy mà nó có thể dùng cơ thể để tiếp nhận chiêu này? trên người nó được phủ bởi một lớp vỏ cúng như giáp trụ, trong nhảy mặt tiếp xúc với hai tấm bia, tia sáng xoay chuyển, đánh tan sức mạnh. Cơ mi óp, thiên kiến đại nhân quả nhiên mạnh mẽ có một không hai, nhất định có thể chém chết tên nhãi này, báo thù cho những huynh đệ man thủ đã bỏ mạng của chúng ta, những man thú khác nhìn thấy một cảnh này, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Thiên kiến đại nhân thần lực không ngờ, đám man thú khác bên cạnh bắt đầu gieo hò. Không tồi, hai mắt đường tuấn sáng lên. Con man thủ này có thể nhận một trưởng chứa 7 triệu pháp lực của anh, nhất định là man thú cao cấp, linh quang chắc chắn khác hắn đám man thú khác, mạnh mẽ hơn nhiều. Vậy thì thứ 8 triệu 700 pháp lực của tao đi. Đường Tuấn khế quát một tiếng. Tấm bia lại một lần nữa đánh tới. Thiên kiến đại nhân một lần nữa đỡ lấy chiêu này, sắc mặt thay đổi, thầm nghĩ, so về sức mạnh thì tên này mạnh hơn minh một chút, nhưng vẫn ở trong phạm vi mình có thể tiếp nhận, dựa vào việc thân thể mình mạnh nhất tộc man thú, người chết cuối cùng nhất định là Hàn. Vậy mà vẫn có thể đỡ được, vậy thì xem toàn bộ thực lực của tao đi, 14 triệu pháp lực. Đường Tuấn khế quát, chiêu này vô dụng đối với tao, thiên kiến đại nhân hơi hít mắt, một lần nữa ngang nhiên tiếp chiêu. Bùm, thân thể ca của thiên vừa tiếp chiêu, thân thể khổng lồ của thiên kiến đại nhân bị đánh thành một đống bùn nhão. Trên mặt đảm man thú xung quanh vẫn còn đang nở nụ cười, tự tin nhìn thiên kiến đại nhân mạnh mẽ như thế nào nhưng mà trong nháy mắt nụ cười trở nên cử đồ, trong mắt bắt đầu lộ ra vẻ khủng hoảng sợ hãi. a à, tao sẽ không chết. Bên trong đống thịt nát kia, truyền ra âm thanh của thiên kiến đại nhân vừa tức giận vừa không cam lòng. Đống thịt bầy nhầy không ngừng vặn vẹo, như muốn tái tạo lại cơ thể. Nó cho rằng cơ thể man thủ cao cấp, sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ, kể cả bị đập thành thịt nát vẫn có thể hồi sinh như chưa từng chết đi. Phi công giấy ruộng mà thôi, đường tuấn ở bên cạnh trêu tức hai tẩm bia trong tay đường Tuấn một lần nữa vung lên, CC thể đã hồi sinh được một phần ba của thiên kiến lại vỡ nát. Dường như đường Tuấn vẫn chưa hẳn yên tâm, liên tục đập thêm mấy lần nữa. Mãi đến khi âm thanh của thiên kiến hoàn toàn biến mất, một linh quang to bằng năm đâm tay trẻ con bay năm đầm tay trẻ con bay ra từ bên trong đống bầy nhảy dưới đất, bị đường Tuấn thu vào trong lòng bàn tay của mình. Hắn ta giết chết thiên kiến đại nhân rồi, mau chạy thôi. Trường 1873 trong thoáng chốc, đám man thủ xung quanh bùng nổ, bỏ chạy về bốn phía. Trong mắt bọn chúng, Đường Tuấn đã biến thành thử còn đáng sợ hơn man thủ, một chiêu giết chết thiên kiến đại nhân, hơn nữa còn không sợ sự khống chế của Linh Quang. Đây quả thực là khắc tinh của man thủ. Tiện tay giết thêm vài con man thú, Đường Tuấn phát hiện tất cả man thú nhìn thấy mình lập tức bỏ chạy, không hề muốn đánh với anh. Xem ra tin tức vừa rồi anh giết chết thiên kiến, này đã truyền hết trong đám man thú này rồi. Có điều bây giờ đường tuần cũng không đặc biệt cần linh tròn hợp như LNS quang dùng thiên khi quang, vừa rồi hấp thụ linh quang của thiên kiến, khiến sức mạnh cơ thể anh tăng vọt, đã có thể dễ dàng khống chế 99 văn nguyên đan. Nơi đó có năng lượng chập chờn thật mạnh. Đường Tuấn bỗng nhìn về phía trước, sâu bên trong biển man thú, ánh mắt dừng lại. Người càng tài gan càng lớn, sau khi đường tuấn khôi phục năng lực, cách làm việc cũng không cần quá cố kỵ như trước nữa. Chỉ trần chờ một chút, Đường Tuấn đã tiến về phía đó. Nếu như có thể giết thêm một mạn thủ cùng kiến, có thể khiến cấp với thiên năng lực của anh tăng lên không ít. Đám người Hồng Nhật Linh đang chém giết trong đám man thú, vừa vặn nhìn thấy hành động của Đường Tuấn. Cậu ta muốn làm gì? Mạc Lăng Thiên Cao mày nói. Cậu ta đang tìm chết, đừng để ý tới cậu ta. Hồng Nhật Linh cười lạnh một tiếng. Mọi người nhìn xem, man thú cũng không công kích cậu ta, dường như đang né tránh điều gì đó liễu ngọc duy bỗng nhiên nói hồng nhật linh liếc mắt nhìn ảnh mất coi thường làm sao man thú có thể né tránh cậu ta chỉ sợ là cái loại thực lực đó đám man thú còn không thèm để trong mắt Ước chỉ có thể gật đầu đám người chỉ có thể gật đầu muốn để man thú chủ động né tránh thực lực phải mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ theo bước chân đường tuấn không ngừng tiến vào trong đám man thủ man thú xung quanh càng ngày càng thưa thớt tốc độ của anh rất nhanh giống hệt như một tia khỏi xanh, man thủ rất khó phát hiện. phần rất nhanh đường tuấn đã phát hiện điểm khác thường. bên trong chỗ sâu nhất của biển man thủ không nhìn thấy man thú, chỉ có một không gian hoang vu. nhưng tinh thần của đường tuấn lại căng thẳng đến đỉnh điểm. đây là huyết khí với oán khí, sắc mặt đường tuấn khế biến đổi. trong không gian phía trước mắt đường tuần, từng tia từng tia huyết khí với oán khí bay từ trong biển man thủ tới, có man thú, cũng có người tu hành những huyết khí với oán khí này tụ lại với nhau trong mảnh đất hoang vu này rồi biến mất không thấy gì nữa có người lợi dụng chiến tranh sinh ra huyết khí với oán khí để tế luyện bảo vật trong lòng đường tuấn hơi động đậy đã năng xảy ra óp phần nào đoán được khả năng xảy ra sở công minh ông kích động thú triều lợi dụng huyết khí với oán khí để bày trận cuối cùng là muốn làm gì lúc đường tuấn còn đang nghi ngờ một âm thanh giận dữ truyền đến từ trên bầu trời hoang vu ha ha sở công minh tôi làm việc từ bao giờ cần người thần đình các người dạy dỗ thế muốn đánh thì nhào vào đánh đi một giọng nói khác lập tức vang lên trên bầu trời hiện lên hai bóng người pháp lực không thể như núi lửa không gian dần đếm nổi tuôn trào như núi lửa không gian cũng như bị xé rách nó một nó lười mặt không có chút biển trong đó có một người mặt không có chút biểu tình gì quần áo trên người có dấu ấn của thống lĩnh thần đinh đường tuấn từng nhìn thấy trên thân của thiên thú một người khác là một người đàn ông trung niên, gương mặt hình vuông chữ quốc, nụ cười đang không chế toàn bộ cơ quan trên khuôn mặt. Khí tức người này có chút quen thuộc, đường tuấn vội vàng thu lại khí tức của mình, trốn đi. Cái người kia mặt không chút biểu tình, trông như một người chết, vậy mà lại đem đến cho anh một cảm giác quen thuộc. Thần quang trong lòng bàn tay người đàn ông trung niên tên sở công minh kia dâng trào, hào quang màu vàng óng ảnh vung khắp trời đất. Bên trong khoảng không hoang vu, huyết khí và oán khí bắt đầu ngưng tụ thành những sợi dây, rơi vào của ông tay óp trong lòng bàn tay của. Sở công minh, hóa ra đây chính là mục đích của ông, lợi khi với oán khí của đại chiến để sự luyện dụng huyết khí với oán khí của đại chiến để tu luyện bảo vật. Người đàn ông mặt không thay đổi trầm giọng nói, bên trong mang theo sự tức giận và sát khí. Cứ cho là ông biết, thì có thể làm gì? Thú triều đã kích động, kể cả ông là thống lĩnh mạnh nhất thần đình thì cũng không thể ngăn cản được sở công minh cười một tiếng diễu cót. Giao nhau binh không vì thú chiều lần này, ông ta phí hết không ít tâm tư, ngay cả man thu cao cấp cũng có mấy. Ta, tháp Aos, thì tì bỗng nhiên, sắc mặt của ông ta thay đổi, nhìn về phía thủ chiều. Yên, sắc mặt của ông ta thay đổi nhìn. Chuyện gì xảy ra, sao thủ chiều lại rút lui, sở thiên khoát nhíu mày. Vô số man thủ trong đám man thủ đồng thời lùi lại về sau. Trường 1874, ngay cả người đàn ông mặt liệt nhìn về phía đó trong mặt cũng lộ rõ vẻ chấn động thủ chiều lần này tuy không bằng quá khứ nhưng cũng vô cùng đáng sợ anh ta chưa từng nghĩ thú chiều lại rút lui nhanh như vậy trừ khi có người nửa bước hóa than ra tay nhưng trong thành man thú chỉ có anh ta là nửa bước hóa than với vàng thành âm cho đại sở công minh vội vàng truyền âm cho đám nam thú ai bảo các người lui giết hết cho tôi lấy máu nhuộm đỏ thành man thú cho tôi để có thể luyện bảo nhất định phải có càng nhiều huyết khí với oán khí mới được trong thành man thú truyền đến một âm thanh hoảng sợ trong thành man thú có một cao thủ nửa bước hóa thần không có khả năng sở công minh lập tức gạt bỏ trong thành man thú có bao nhiêu binh lực lúc trước ông ta đã điều tra hết cả rồi tại sao tự nhiên nửa bước hóa thần lại lòi ra một người thật đó người kia cầm trong tay một tấm bia kỳ quái một chiêu đã đánh chết thiên kiến đại nhân ngay cả linh quang cũng không thể chạy trốn Em mờ thanh run rẩy trong đám man thủ trả lời. Bia đá kỳ quái, một chiêu giết chết thiên kiến. Sắc mặt sở công minh biến đổi, thực lực của thiên kiến. Ông ta là người rõ nhất. Nếu như thật sự có thể một chiêu đánh chết thiên kiến, quả thực chỉ có tu sĩ nửa bước hóa thần mới có thể làm được điều đó. Nếu ở đây thật sự có tu sĩ nửa bước hóa thần, vậy cái trận mà ông ta vất vả mới có thể bày ra được này sẽ thất bại trong gang tấc nhìn đội ngũ man thủ đang ầm ầm rút lui, trong lòng sở công minh hít một hơi, bàn tay hướng về vùng hoang vu phía dưới, dùng hết sức đánh một trường, một tia sáng của máu vào oán khi rơi vào lòng bàn tay của ông ta. Đã có người nửa bước hóa thần nhúng tay, vậy chỉ có thể đi trước. Có điều huyết khí và oán khí mà tôi muốn cũng không bị thay đổi gì nhiều. Sở công minh lạnh lùng hư một tiếng, nhìn người đàn ông không có biểu tình gì ở phía trước nói, sớm muộn gì cũng có em en địa giới gạch người một ngày, tôi sẽ dẫn man thú giết sạch người trong thành man thú. Nói xong, minh biến thành một tia sáng sở công minh biến thành một tia sáng biến mất trong đám man thủ. Người đàn ông trung niên mặt không chút biểu tình, cũng không ngăn cản, anh ta thở dài, bỗng nhiên nhìn về chỗ phía dưới, nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Thế mà lại bị phát hiện, ánh mắt thống lĩnh thần đình nhìn về chính là phía đường Tuấn đang núp, đường Tuấn cười khổ một tiếng, đi ra, anh cứ nghĩ rằng khi thức mình che giấu rất hoàn hảo, không nghĩ tới vẫn không giấu được vị thống lĩnh thần đình này. Là anh, nhìn thấy người đi là là Đường Tuấn, Bạch Thụy Dụ khẽ ngạc nhiên. Thống lĩnh quen tôi, Đường Tuấn nghi ngờ hỏi. Vốn gì anh đối với thần đình cũng không có mấy hảo cảm, cảm thấy người thần đình này chỉ có duy nhất trạng thái quá là kiêu ngạo. Nhưng trước mắt vị thống lĩnh phương Tây thần bí dốc hết sức chấn giữ thành man thú mấy trăm năm, bảo vệ vô số tu sĩ trong thành man thú an toàn, hoàn toàn xứng đáng được người khác khinh trọng. Hơn nữa trên người vị thống lĩnh này, Đường Tuấn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Bạch Thụy Dụ trả lời, xếp hạng 360 trên bảng Sơn Hà, tôi có nghe Giang trưởng lão nhắc về anh. Đường Tuấn nghe vậy, cũng không nghi ngờ gì. Với năng lực của vị thống lĩnh thần đình này, muốn biết chuyện của anh thì dễ như trở bàn tay. Mặc dù không biết với chút tu vi của anh làm sao đến được nơi này, nhưng đã gặp nhau cũng là một loại duyên phận, thuận tiện nói cho anh nghe chút tin tức xấu này. Bên trong âm thanh của Bạch Thụy Dụ mang theo ý cười, mặc dù trên mặt vẫn không có thay đổi gì, lần này bên trong cổ vực Bạch Vũ sẽ xảy ra một chút biến cố, anh phải chú ý chỗ nhóm quả tụ tập. Nếu anh thật sự có cơ duyên, vậy là tốt nhất, nếu không có thì cũng đừng miễn cưỡng. Nói xong, thân thể anh ta khẽ động đậy, đã biến mất. Ngày thứ hai, thống lĩnh thần đình truyền lên tới, lần này đệ tử thần đình tuyển chọn sớm, ba ngày sau bắt đầu, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đại nhân, tuyển chọn thực tập sớm như vậy, rất nhiều đệ tử đều không chuẩn bị kỹ càng được, sợ rằng sẽ càng nhiều thương vong. Trong phủ thành chủ của thành Man thú, mấy vị trưởng lão thần đình đang khuyên nhủ Bạch Thụy dụ. Bạch Thụy dụ trả lời, chuẩn bị, đã dám tham gia tuyển chọn thì lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cẩn thận, nếu không thì chết cũng đáng đời. Âm thanh lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đó lại là sự thật giống như lần này thú triều trong thành man thú đột phát, xác suất sống sót của những người được gọi là thiên tài tông môn này còn thấp hơn cả binh lính bình thường ở thành man thú. Ngay cả Hồng Nhật Linh đứng hạng đầu cũng bị thương nhẹ, nghe nói vì khiêu chiến một man thú cao cấp. Đến nỗi những người khác, ai cũng bị thương khắp người, điều này khiến những trưởng lão này không có biện pháp phản bác lại lời Bạch Thụy Dụ nói. Xin hỏi đại nhân, tại sao đột nhiên lại ra quyết định này? Các trưởng lão vẫn chưa hiểu, hỏi lại anh ta. Tôi đánh với sở công minh, thú triều lần này là do ông ta kích động, để thu nhập huyết khí với oán khí. Tôi nghi ngờ ông ta muốn tiến vào cổ vực Bạch Vũ, để lấy được món thần khí kia. Bạch Thụy Dụ trả lời. chương 1875, chẳng lẽ đại nhân cũng muốn đề cử ai sao? Nghe nói trận chiến cuối cùng, nước đại ngu cổ máu chảy thành sông, quốc chủ cuối cùng vì muốn báo thù, mang tất cả huyết mạch cuối cùng của hoàng gia tế sống cho linh khí cửu nha, đổi được sức mạnh cường đại. Cuối cùng địch nhân bị giết chết, nhưng nước Đại Ngô cổ cũng bị hủy diệt toàn bộ. Nước Đại Ngô cổ hóa thành vực quỷ, người đời sau gọi là cổ vực bạch vũ, mà linh khí cửu nha cũng bị phong ấn từ đó. Bạch Thụy Dụ từ từ giải thích: trải qua bao nhiêu năm, không biết bao nhiêu người muốn đi vào cổ vực bạch vũ để chiếm đoạt cửu nha đều thất bại, đến cả thi thể cũng không tìm thấy. Mặc dù Sở Công Minh là đệ tử của đạo sĩ Trung Thanh, nhưng ông ta thật sự có thể sao? Vì một chuyện chỉ có khả năng xảy ra khiến nhiều đệ tử như vậy đi mạo hiểm, thậm chí còn phải đối mặt với cái chết, đáng không? Giang trưởng lão cao mày nói. Sở công minh dám trắng trợn như thế, nhất định sẽ nắm chắc. Các người cũng biết nếu linh khí cửu nha xuất hiện thì sẽ xảy ra chuyện gì. Bạch Thụy Dụ bình tĩnh nói. Mọi người nhất thời ngẩn người. Cửu nha vốn là linh khí cao cấp, đằng sau còn có máu của hoàng tộc đại ngu cổ hiến tế, trải qua nhiều năm như vậy, nếu như thật sự bị sở công minh chiếm được, uy lực tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Nếu như muốn ngăn cản sở công minh, nhất định phải tìm ra người có thể nắm giữ linh khí cửu nha. Thiên phú, thực lực và tâm tính của người nọ đều phải hàng đầu. Trầm mặc một lúc, các trưởng lão bỗng nhiên đề nghị. Vậy mọi người cảm thấy ai là phù hợp? Bạch Thụy Dụ hỏi lại. Tôi đề cử Hồng Nhật Linh, cậu ta đứng đầu bảng sân Hà, đương nhiên có tư cách nắm giữ những chuyện như vậy. Tôi cũng đề cử Hồng Nhật Linh, nghe nói ra thế sau lưng cậu ta có chút quan hệ với nước đại ngô cổ nếu như nói đến việc nắm giữ cửu nha ngoại trừ hắn ra tuyệt đối không có ai khác tôi cũng đề cử hồng nhật linh trong đại sảnh hầu như hơn phân nửa quan tướng với nói trưởng lão đều tiến cử hồng nhật linh chỉ có một hai người ủng hộ đám người liễu ngọc duy nhưng cũng không cần tính đến thực lực hồng nhật linh với thiên phú đúng là không tệ nhưng tâm tính hắn không được bạch thụy dụ trả lời lời này của đại nhân nói sớm quá dù sao hồng nhật linh cũng vẫn còn trẻ tinh thần phơi phới khó tránh tâm tính không biết nặng nhẹ nhưng tệ đến cỡ nào cũng đến lúc phải trưởng thành đám người giang trưởng lão nói nhìn bộ dạng do dự của bạch thụy dụ có người hỏi ngược lại chẳng lẽ đại nhân cũng muốn đề cử ai sao vốn dĩ bạch thụy dụ muốn tiến của đường tuấn nhưng nghĩ đến thực lực của đường tuấn với hồng nhật linh tranh lệch như vậy không thể làm gì khác hơn là lắc đầu có điều anh ta cũng từng nói qua với đường Tuấn rồi. Vậy cứ như vậy đi, ưu tiên tài nguyên cho Hồng Nhật Linh. Bên trong cổ vực Bạch Vũ, tu sĩ cảnh giới hóa thần trở xuống, cũng sẽ bị xếp chung một cảnh giới, kể cả có tôi đi vào, bọn họ cũng không thể phát huy tốt được, hơn nữa tôi còn phải chấn giữ thành man thú. Bạch Thuy Dụ gật đầu, đã quyết định. Audio điện tử võ tấn bền. Trường 1876, bọn tôi đồng ý trong ba ngày kế tiếp, đệ tử tham gia thực tập bên trong thành man thú cũng điều chỉnh trạng thái. Người ở trong phủ thành chủ tới nhiều lần, nhưng đều là tìm Hồng Nhật Linh. Nghe nói bị thống lĩnh đại nhân thần bí kia hết lòng coi trọng Hồng Nhật Linh, biết Hồng Nhật Linh đánh nhau với man thú bị thương, còn cố ý đưa cho cậu ta dược liệu quý hiếm với Linh Đan. Không chỉ có như vậy, vị đại nhân kia còn đích thân chỉ điểm Hồng Nhật Linh tới để truyền thụ bí thuật. Xem ra chỉ cần cậu ta đạt được hãng nhất lần thực tập này, vị đại nhân đó sẽ nhận cậu ta làm đệ tử. Trong một tòa lầu, từng top 3 top 5 các đệ tử tham gia thực tập tụ tập trung một chỗ, mặt tràn đầy hâm mộ, nhiệt tình thảo luận. Hôm nay chính là bắt đầu cuộc sống thực tập, dựa theo mệnh lệnh, tất cả các đệ tử tham gia thực tập đều tập trung ở đây. Nghe nói Hồng Nhật Linh đã để người hầu riêng thả tiếng ra ngoài, muốn qua được kỳ thực tập, nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của cậu ta. Hôm nay có không ít người đã đến làm thuộc hạ của cậu ta rồi. Hồng Nhật Linh tới. Đúng lúc này, vẻ mặt đang thảo luận của đám đệ tử bỗng nhiên nghiêm chỉnh trở lại, ngừng trò chuyện, mắt nhìn về hướng cầu thang của tòa lầu. Hồng Nhật Linh chắp hai tay sau lưng, đi lên từ cầu thang phía dưới. Sau lưng cậu ta mấy bước chân, một đám người đi thành đoàn nhỏ, có đệ tử như A Lan Nạp, cũng có đệ tử dạng thiên tài như Đỗ Ca Ngọc. Cầm Hồng Nhật Linh khẽ nâng lên, sắc mặt bình bĩnh, không hề cố gắng phô trương hình dáng kiêu ngạp của mình nhưng loại an tính này cũng đại diện cho một hình thức của kiêu ngạo, coi trời bằng vung, bất kỳ ai cũng không có tư cách giống như hắn. So với mấy ngày trước đây, khí thức của Hồng Nhật Linh càng viên mãn, ánh sáng trong mắt tràn đầy, thực lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ được người xưng là thống lĩnh mạnh nhất thần đình tự mình chỉ điểm, đối với cậu ta cũng không được coi là cơ duyên. Hồng Nhật Linh đứng yên ở giữa lầu, ánh mắt lãnh đạm quét qua mọi người, nói, mọi người cũng nên biết, Tôi lát thí sinh do thống lĩnh đại nhân và rất nhiều trưởng lão lựa chọn, lần thực tập này đã được định sẵn là người đứng đầu. Những đệ tử của thượng ba tông lần này cũng là hoa tươi lá xanh. Hoặc là mọi người đi theo ta, hoặc là đi theo bọn họ, nếu không sẽ không có cơ hội qua lần thực tập này. Những người này dù tương lai không gia nhập thần đình cũng là thiên tài trong các đại thế gia môn phái, tương lai đều trở thành tầng cao, thậm chí có thể tiếp quản một môn phái, nếu như bây giờ tạo dựng mối quan hệ thật tốt đối với Hồng Nhật Linh chắc chắn là trợ lực lớn. Chỉ cần không gây nguy hại cho thần đình, các môn phái ở trên cũng không phản đối các đệ tử kết bè kết cánh. Mà lần thực tập này đối với Hồng Nhật Linh hay những đệ tử khác là cơ hội tốt nhất để lôi kéo các mối quan hệ. Để những người thuận theo mình qua kỳ thực tập những người chống đối mình đào thải hết ra ngoài, đây là suy nghĩ và mục đích của Hồng Nhật Linh. Bọn tôi đồng ý, lập tức, có không ít người đứng dậy. Rất tốt, Hồng Nhật Linh hài lòng nói chương 1877 giống hệt cảnh tượng của một ngày tận thế đáng sợ. Thời gian trôi qua cũng không lâu lắm, Mạc Lăng Thiên với An Thi dẫn đầu các đệ tử thượng Ba Tông cũng đến, phía sau bọn họ cũng đi theo một số người như vậy. Nếu xét cá nhân, thực lực bọn họ sẽ không bằng Hồng Nhật Linh, nhưng đứng chung vào một chỗ, không thua kém bao nhiêu. Các thí sinh tham gia tuyển chọn thực tập lần này, ngoại trừ mấy người bị chết trong thú chiều ra, còn dư lại hơn 300 người, vừa vặn chia làm ba đội ủng hộ Hồng Nhật Linh, Thượng Ba Tông dẫn đầu và cuối cùng là Đường Tuấn một thân một mình. Chỉ có một mình Đường Tuấn, không gia nhập bất kỳ một đội ngũ nào. Có điều bất kể là Hồng Nhật Linh hay đám người Mạc Lăng Thiên, đối với loại người xếp hạng hơn 300 như Đường Tuấn, hiển nhiên bọn họ không thèm để ý, ngay cả ý định lôi kéo cũng không có. Rất nhanh, một âm thanh cùng lúc vang lên trong đầu mọi người. Lần thực tập này rất đơn giản, cố gắng sinh tồn ở cổ vực Bạch Vũ 10 ngày những người còn sống cuối cùng được coi là thông qua thực tập. Bên trong cổ vực Bạch Vũ có một món linh khí, ai có thể có được, người đó chính là hãng nhất của kỳ thực tập này, có cơ hội tiến vào lễ rửa tội ở lôi trì. Nếu như gặp phải nguy hiểm không thể chống lại được, hãy bóp vỡ lệnh bài trong tay, trên lên bài có chứa một truyền tống trận, trong nháy mắt có thể đưa mọi người ra khỏi cổ vực. Được rồi, bây giờ tôi phải đưa mọi người truyền tống vào bên trong cổ vực Bạch Vũ. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Ánh sáng nhàn nhạt trong lầu các tản ra, xếp thành một biển sáng mênh mông. Lầu các mà bọn họ đang đứng, vậy mà lại là một truyền tống trận. "Nhớ lời tôi nói." một giọng nói vang lên trong não Đường Tuấn. Ánh sáng kéo dài vô tận bỗng nhiên nổ tung, sau khi tản đi, đã không còn nhìn thấy các thí sinh trong sân nữa rồi. Trên tường thành cao lớn của thành Man thú, một nhóm các tướng lĩnh và trưởng lão của thần đình nhìn về phía cổ vực Bạch Vũ không biết lần này còn bao nhiêu người có thể sống sót chuyện này phải xem số mệnh của bọn họ rồi chỉ cần hồng nhật linh có thể thuận lợi lấy được linh khí cửu nha kể cả những người khác có thất bại cũng không sao đúng vậy nếu hồng nhật linh lấy được cửu nha tương lai chắc chắn trăm phần trăm có thể hóa thành thần hơn nữa thời gian trước ngày đi săn đại nhân còn mang về một vị thánh anh vậy thần đình chúng ta sẽ có thêm hai vị hóa thần rồi những người khác nghe thấy vậy trên mặt nhiều thêm mấy nụ cười Đường Tuấn nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt dần dần nghiêm trọng. Giữa trời đất là một khoảng u tối, bầu trời tựa như bị một tầng mây đen thật dày che giấu, chặn lại sát trời. Sấm sét trong mây đen không ngừng lóe lên, như từng con rắn điện, có tia sét thậm chí còn dài hơn nửa vòng trời. Sấm sét nổ ầm ầm, u ám giữa trời đất bị đánh tan mấy phần, nhưng lại càng khiến cho lòng người sợ hãi. Kiến trúc sụp đổ vô cùng thê lương, trên các tòa nhà có vô số dấu vết từng bị đốt qua, Trừ những điều này, trong tầm mắt mọi người không có một chút dấu vết nào của sinh vật sống, ngay cả một nhúm cỏ màu xanh cũng không có. Trừ bỏ kiến trúc mục nát sụp đổ bên ngoài, chỉ còn đừng đống hải cốt trắng xóa. Đó là những tu sĩ đến thăm dò cổ vực Bạch Vũ. Bên người bọn họ có thần binh, có những thần binh phía trên còn lưu lại phù văn, cho thấy ít nhất cũng là thần binh cấp bậc bảo khí. Đáng tiếc là những thứ thần binh này cũng không ngăn cản được năng lượng quỷ gì kia, bảo khí đã sớm tan thế, trở thành một thanh binh khí bình thường loang lổ dì xét. Trường 1878, vậy mà lại có con người tiến vào đây. Không hổ là sinh mệnh cấm khu, trong lòng đường Tuấn xúc động không thôi. Anh vốn tưởng rằng truyền thuyết này có hơi phóng đại, nhưng khi thật sự thấy cảnh tượng bên trong cổ vực, mới thấy bốn chữ sinh mệnh cấm khu vô cùng thích hợp để hình dung bên trong cổ vực Bạch Vũ. Năng lượng vừa rồi chắc là dùng để phong ấn quái vật nguyên anh đi mặc dù đường tuấn không ngưng kết nguyên anh nhưng có thể cảm nhận được năng lượng đó áp chế nguyên anh tự nhiên loại năng lượng này hình như rất giống làn khói áp chế thánh anh nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều lần trong lòng đường tuấn thầm nghĩ có thể là do bên trong cơ thể đường tuấn không có tồn tại nguyên anh nên năng lượng kia rất nhanh đã biến mất nhưng đường tuấn vẫn có thể cảm nhận được năng lượng đó chỗ nào cũng có mặt một khi tu sĩ cảnh giới nguyên anh rơi vào chỗ này sẽ giống hệt như rơi vào vũng bùn chỉ có thể phát huy thực lực mạnh hơn cảnh giới nguyên đan một chút thôi. Không chỉ như vậy, Đường Tuấn còn cảm nhận được một năng lượng còn bá đạo hơn vẫn đang ẩn giấu. Năng lượng này đang dần chiếm đoạt sức sống của anh, cũng là tuổi thọ của anh. Đây là loại năng lượng gì? Sắc mặt Đường Tuấn biến đổi. Anh dịch chuyển nguyên đan, nhưng vẫn không thể nào tránh nổi loại năng lượng này chiếm đoạt. Đường Tuấn tính toán một chút, với tốc độ này, nếu như ở trong cổ vực 10 ngày, anh sẽ tốn mất 5 năm tuổi thọ hóa ra đây mới là lý do nơi này gọi là sinh mệnh cấm khu. Trong lòng đường Tuấn kiêng kỵ, loại năng lượng này vượt qua phạm vi hiểu biết của anh. Quả, quả. Bỗng nhiên, đường Tuấn nghe được một âm thanh vô cùng trói tại. Đi theo âm thanh đó, đường Tuấn thấy trên bầu trời un ám, một đàn qua đen nhanh đang bay về nơi nào đó. Thật sự có bảy quả. Nhất thời đường Tuấn hơi mờ mịt, loại năng lượng quỷ dị chiếm đoạt sinh mệnh ngay cả anh cũng không thể ngăn cản, đám quạ đen này nhiều nhất chỉ có thể đạt cảnh giới nguyên đan tại sao có thể sống sót bên trong cổ vực có điều cứ đi theo những đàn quạ này nhìn xem những người khác đang ở đâu trong lòng đường tuấn đưa ra quyết định nếu như nhìn từ trên bầu trời sẽ có thể thấy bầy quả đang bay thẳng về phía trung tâm cổ vực ở nơi đó như một vòng xoáy màu đen cắn nuốt hết tất cả mọi thứ xung quanh đường tuấn đi theo đàn quả một lúc thực lực của bầy quả trên trời cũng càng lúc càng mạnh trong đó có mấy con quả đen cảnh giới nguyên anh đã phát hiện ra anh tu sĩ cảnh giới nguyên anh chỉ có thể phát huy thực lực như cảnh giới nguyên đan nhưng những con quả đen cảnh giới nguyên anh này lại không bị hạn chế vậy mà lại có con người tiến vào đây trên bầu trời mấy con quả đen dẫn đầu tiếng kêu cạp cạp kỳ quái ánh mắt nhìn đường tuấn như nhìn một món ăn khoái khẩu vậy mấy đứa giết nó cho tao vừa dứt lời mấy trăm con quả đen cảnh giới nguyên anh cùng đánh về phía của đường tuấn một mảng đông nhịp, nói có thể che cả bầu trời cũng không nói quá. Thật là sinh mệnh kỳ lạ, đường Tuấn nhìn đàn quả bay xuống như mây đen, vẻ mặt lạnh lùng, thở dài nói. chương 1879, loài quả đen này rốt cuộc là sinh vật gì? Đáng tiếc lúc này đường Tuấn cũng không có tâm tư suy nghĩ, ý niệm vừa động, kiếm khí trên bầu trời đã răng khắp nơi, bầy quả đen đã lập tức bị đánh tan, máu tươi văng đầy trời ngay cả mấy cọn qua đen dẫn đầu đạt đến cảnh giới Nguyên Anh cũng không phản ứng kịp, đã bị kiếm khí đầy trời cắt cho đến chết. Lông chim màu đen, máu tươi màu đỏ, âm thanh chết chóc thê lương, tạo thành một cảnh hết sức kinh khu ngơ. Trong mưa máu, loang thoáng xuất hiện vài ngọn cỏ xám. Đó là, linh quang man thú. Từ trên những ngọn cỏ xám kia đường Tuấn cảm nhận được khí tức của linh quang man thú đang vây giữ. Linh quang bị anh hấp thụ, ít nhất cũng phải có hai ba trăm, cho nên Đường Tuấn vô cùng quen thuộc, tuyệt đối không nhận sai. Những con quả đen này sao lại có linh quang, đó không phải là man thú độc hữu sao? Đường Tuấn khó hiểu. Anh đưa tay ra, muốn bắt thử những viên linh quang kia xem có thể bị anh hấp thụ hay không. Đúng lúc này, trên bầu trời xảy ra một màn quỷ quái. Mưa máu trên không trung dần dần tụ lại thành một con sông máu nhỏ, bay với tốc độ nhanh vô cùng về phía sâu bên trong cổ vực lông chim đen bóng trong phút chốc biến thành màu xám trắng bị gió mạnh nhẹ nhàng thổi một cái đã biến thành một đồ vật như ngọn cây màu trắng những ngọn cỏ xám mang theo linh quang tụ vào bên trong sông máu bay đi xa trong chớp mắt trên bầu trời không còn việc gì khác cứ như những điều vừa rồi chỉ là hư vô đây một loạt những chuyện bất ngờ xảy ra như vậy khiến đáy lòng đường tuấn dần sợ hãi giống như một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim anh ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn trình độ quỷ quái đáng sợ của cổ vực Bạch Vũ vượt xa khỏi tưởng tượng của Đường Tuấn. Anh cứ cho rằng mình không phải chịu năng lực thần bí đó hạn chế, có thể xưng bá cổ vực Bạch Vũ, nhưng bây giờ nhìn lại, anh ngây thơ quá rồi. Rất nhanh trên bầu trời lại có thêm một bầy quả bay đến, lần này Đường Tuấn vội vàng thu lại khất tức, âm thầm đi theo. Đi theo bầy quả, Đường Tuấn rõ ràng cảm nhận được năng lượng chiếm đoạt sinh mệnh ngày càng mạnh mẽ. Cổ vực Bạch Vũ rất lớn, qua nửa ngày đường tuấn mới gặp được nhóm người thứ nhất hơn nữa còn là người quen bên cạnh đống lửa đang rừng rực mấy người a la nạp với đỗ ca ngọc đang ngồi xung quanh ánh lửa chiếu lên gương mặt của mấy người một nhóm bảy tám người trên mặt đều có vết máu mơ hồ dường như vừa trải qua một trận chém giết kịch liệt chỉ có đỗ ca ngọc nhìn là còn khá khẩm hơn một chút nhưng sắc mặt vẫn đang tái nhợt loài quả đen này rốt cuộc là sinh vật gì đỗ ca ngọc vẻ mặt âm trầm dường như muốn nhỏ ra nước mới vừa lúc nãy, mấy người bọn họ gặp phải một đám quạ đen tập sát. Cả một bầy quạ mấy chục con đều là cảnh giới nguyên đan, còn có ba con dẫn dầu là cảnh giới nguyên anh nữa. Nếu ở bên ngoài, đội hình như vậy đương nhiên không phải chuyện lớn gì, một mình A La Nạp cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng ở bên trong cổ vực Bạch Vũ, tu vi của mấy người bị áp chế ở cảnh giới nguyên đan cảnh. Mặc dù cuối cùng vẫn giết hết đám quạ đen kia, nhưng mấy người đều bị thương không nhẹ, Lá bài tẩy dùng làm bảo vật cũng tiêu hao mất mấy món. Chương 1880, muốn đánh không? Môn phái của chúng tôi trước đây cũng có người tài tiến vào cổ vực Bạch Vũ, muốn lợi dụng khí tức hoang vu trong này để luyện mắt La Nạp. A à, La Nạp nhớ lại nói, "Người anh nói là đời thứ 8 của A La Nạp phải không?" Chú Kính hỏi. A La Nạp gật đầu một cái, nói tiếp, "Đời thứ 8 của A La Nạp là một vị thánh tử mạnh nhất từ trước đến nay, mạnh nhất trong tất cả những thánh tử là hy vọng thăng cấp của môn phái chúng tôi. Nói đến đây, trên mắt A La nạp lội R vẻ sợ hãi, nói tiếp cũng không ai biết ông ấy ở trong cổ vừa bạch vũ trả qua điều gì. Cuối cùng khi ông ấy trở lại môn phái, hai mắt đã mù, mặc dù tu vi vẫn còn, nhưng tinh thần lúc tỉnh lúc mê, không lâu sau thì qua đời. Lúc còn sống ông ấy không hề nhắc đến những chuyện trải qua ở cổ vực Bạch Vũ một câu, tới tận khi chết mới nhắc đến hai chữ M nha, này. Trừ những điều này ra, vị thánh tử đời thứ 8 của A La Nạp còn nhắc tới những từ ngữ như phần mộ, ánh mắt, nhưng những lời này A La Nạp không có nói ra. Cũng chỉ là mấy lời nói bậy vô dụng, nói lâu như vậy vẫn không tìm được cách giải quyết em ở nha, khác gì chưa nói không. Đỗ ca ngọc phiền não. Nhớ tới lúc sau khi giết đàn quả kia, sông máu kỳ quái, da đầu của cậu ta cũng tê dại theo. Bỗng nhiên, một trận đập cánh phành phạch với tiếng kêu cạp cạp lại một lần nữa vang lên mọi người lập tức đứng lên, bộ dạng như gặp quỷ. Lại là em mờ nha, thật sự đủ rồi, Đỗ Ca Ngọc tức giận nói. Nhìn thấy đàn quà khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt, vốn dĩ bọn họ còn có lòng tin muốn đánh một trận, lúc này đột nhiên chết sững. Em mờ nha chẳng chịt đen nhịp, ít có mấy trăm con, ùn ùn kéo đến, như một tòa lâu đài quả đen di động. Trong đó có đến mười mấy con cảnh giới Nguyên Anh Sơ Kỳ, năm sáu con cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, khiến cho bọn họ hoàn toàn mất niềm tin, là con quả dẫn đầu đàn quả đen, dáng người dài hơn 10 thước, khí tức có thể bằng cảnh giới nguyên anh cao cấp nhất. Đối với đàn M Nha này, kể cả bọn họ có phát huy toàn bộ thực lực cũng không phải đối thủ của bọn chúng, huống chi bây giờ đang bị hạn chế. Đáng chết, làm sao mà ông đây biết được sẽ xui xẻo như thế chứ? Đỗ Ca Ngọc chửi thầm một câu. Lệnh bài thần đình phát rơi vào trong lòng bàn tay cậu ta. Đối mặt với đàn M Nha lớn như vậy, bọn họ căn bản không có hy vọng chiến thắng, so với việc dãy dụa vô vị để nhận lấy thương vong, không bằng sớm rút lui an toàn. Những người khác cũng nắm chặt lệnh bài trong tay, chuẩn bị bóp vỡ. Muốn đánh không, A à, la nạp nắm chặt thanh đao trong tay, trầm giọng hỏi. Đánh cái đầu cậu, Đỗ Ca Ngọc chỉ thức mình không thể mốt tát đánh chết A à, la nạp. Audio điện tử võ tấn bền. Trường 1881, đây là kết thúc rồi mọi người chố mắt nhìn nhau, trên mặt là ngạc nhiên với mừng rỡ đan xen với nhau. Vòi rồng màu đen khiến xung quanh bụi mù, người ngoài nhìn vào không rõ tình hình bên trong, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng loài người. Nhìn thấy cảnh như này, mấy người đỗ ca ngọc với A la nạp vốn dĩ tuyệt vọng nhẹ nhàng thở ra một hơi, thu lại lệnh bài trong tay. Khí tức truyền ra từ bên trong vòi rồng vô cùng mạnh mẽ, lập tức thu hút sự chú ý của đàn quả trên bầu trời. Con quả dẫn đầu thét lên một tiếng, mấy trăm con quả gần như đồng thời nhào xuống, giống hệt một dòng lũ đen ngòm, mang theo uy thế không thể địch nổi. Người kia, liệu được không? Ánh mắt chu kính khẽ run run thăm dò. Đỗ ca ngọc nhìn chăm chú thân ảnh đang mịt mù, vẻ mặt dần dần nghiêm trọng, chậm chậm gật đầu, giống như muốn cổ vũ cho mình và mọi người, trả lời cũng có thể đó. Nghe thấy câu trả lời không xác định được của Đỗ Ca Ngọc, mọi người nhớn mày, A-La Nạp đột nhiên hỏi, chúng ta có cần ra tay hỗ trợ không? thực lực của người kia mạnh thế nào cũng chỉ có thể phát huy tối đa ở cảnh giới cao nhất của nguyên đan. Muốn đánh bại đàn quả này sợ là vẫn có chút khó khăn. Âm thanh của cậu ta vừa dứt, mọi người bỗng nhiên trầm mặc. Loại trầm mặc này đại diện cho ý nghĩa gì, A La Nạp hiểu rõ. Các người, A La Nạp ngơ ngẩn, trên mặt bắt đầu tức giật, nạt cậu ấy ra tay vì chúng mình, vậy mà các người thật sự định đứng ngoài khoanh tay nhìn. Âm thanh của Đỗ Ca Ngọc lạnh lùng đáp trả, làm sao anh biết cậu ta ra tay vì chúng mình, nói không chừng mục tiêu của đàn quả này vốn dĩ là cậu ta, chúng ta mới là vô tội." Thêm một thanh niên cấp bậc thánh tử nói tiếp, Đỗ Ca Ngọc nói không sai. "Hơn nữa, chúng ta cũng không yêu cầu cậu ta, hoàn toàn là cậu ta tự nguyện, dựa vào đâu muốn chúng ta ra tay hỗ trợ? Ngộ nhớ chúng ta bị thương, ai là người chịu trách nhiệm?" A à, la nạp lửa giận phừng phừng, tâm tư những người này như thế nào cậu ta còn không rõ sao, không phải là sợ bị thương? muốn giữ lại con át chủ bài cuối cùng sao? A à, La Nạp, nếu như cậu nói, cậu có thể ra tay giúp đỡ, bọn tôi cũng không ngăn cản." Có người nở nụ cười lạnh nói. A à, La Nạp nở nụ cười tự diếu "Cậu ta cũng muốn ra tay giúp đỡ, nhưng tình trạng thân thể bây giờ căn bản không cho phép, trận chiến lúc trước, cậu ta bị thương không nhẹ, đến bây giờ còn chưa hồi phục." Người kia biết tình huống của A La Nạp, mới cố ý kích động cậu ta. Mọi người lạnh nhạt khiến A La Nạp tức giận nhưng loại tức giận này không có tác dụng gì. cậu ta chỉ có thể đưa mắt về phương xa, chú ý trận chiến. trong lòng cậu ta không hy vọng quá lớn, trừ khi người kia cũng phải cùng hạng với hồng nhật linh, có lẽ còn có chút mong đợi. đàn quả tạo thành dòng lũ đen trong trước mắt bay từ trên trời xuống, như một cây trụ trời màu đen, hung hăng xuyên qua mặt đất. ầm ầm, quả quả, tiếng quả kêu vang vọng khắp trời đất, đủ để người nghe tê dại cả ra đầu mấy trăm con quả đen bao phủ quanh bòng người trong vòi rồng, tạo thành một khu vực đã đen còn đen hơn. Đây là kết thúc rồi. Trong mắt Đỗ Ca Ngọc lộ rõ vẻ thất vọng, cứ nghĩ người tới là một cao thủ, không thể cứu bọn họ thì ít nhất cũng có thể kéo dài một chút thời gian, không nghĩ tới là ngay cả mấy phút cũng không chống đỡ được đã bị em mờ nha đánh tan. chương 1882, mày chính là nha thần. Xem ra chúng ta cũng phải đi rồi, cậu ta quay người, nói với mấy người sau lưng. Đỗ Ca Ngọc, cậu xem, bỗng nhiên, sắc mặt Chu Kính biến động, chỉ vào sau lưng Đỗ Ca Ngọc, âm thanh khiếp sợ không thôi. Đỗ Ca Ngọc nhíu mày không vui, nói, nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn cái người không biết lượng sức mình để bị quả ăn kia sao? Mặc dù nói như vậy, Đỗ Ca Ngọc vẫn xoay người lại lần nữa. Mới nhìn một mắt, toàn thân cậu ta lập tức run lên. Mấy chân con quả đang bay chập chờn bỗng dưng nổ tung tạo thành từng màn từng màn mưa máu. Mưa máu bị một bàn tay vô hình khối động, dần dần tụ lại thành một dòng sông máu. Sông máu trên không, một dáng người quay lưng về phía bọn họ, từ thân hình có thể đoán được đây là một người đàn ông thanh niên. Người thanh niên chỉ một ngón tay lên không chung, trên đầu ngón tay phát ra một khí tức ác liệt. Một ngón tay có thể giết nhiều quả như vậy, trên mặt đỗ ca ngọc lỗ rõ vẻ sợ hãi, đàn quả để bọn họ sống dở chết dở, vậy mà bị một ngón tay đánh bại cả một đàn quả dập trời, chỉ còn con quả mạnh nhất đàn cảnh giới Nguyên Anh. Trong mắt con quả kia lộ ra vẻ sợ hãi kinh khủng, vỗ cánh bay đi, muốn trốn thoát. Mau giết nó, đỗ ca ngọc quát. Loài người, mày dám tàn sát tộc âm nha, nhà thần đại nhân nhất định sẽ báo thù cho bọn tao, chúng mày chết chắc. Con quả đầu đàn uy hiếp nói. Nó cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của người thanh niên này. Nhanh giết nó đi, đỗ ca ngọc nói tiếp. Bùm, ngón tay người thanh niên gảy một cái, con quả đầu đàn bùm một tiếng nổ tung, hóa thành một làm mưa máu, tụ vào dòng sông máu trên trời. Dòng sông máu lần này không lập tức bay đi, mà không ngừng vặn vẹo phun trào trên không chung, cuối cùng hóa thành một cái đầu quả đen to đùng. Mặc dù chỉ có một cái đầu, nhưng lại tản ra một cỗ khí thức cảnh giới nguyên anh cao cấp nhất, chấn áp cả một vùng trời. Cường độ của cỗ khí thức này, ít nhất cũng phải đạt đến trình độ nửa bước hóa thần. Loài người, chúng mày dám khiêu khích uy nghiêm của tộc âm nha chúng tao. Cái đầu quả máu lấm liệt nói. Mày chính là nha thần, người thanh niên khẽ ngẩng đầu nhìn cái đầu quả máu, hỏi nhỏ. Đỗ ca ngọc, A à la nạp đột nhiên cảm thấy giọng nói người đàn ông này có chút quen thuộc. Nhà thần đại nhân có thể lựa chọn không thèm đếm xỉa đến loại nhãi danh như mày. Cái đầu quả máu nhìn xuống người thanh niên, lạnh lùng nói tiếp, có điều nếu mày lựa chọn khiêu khích tộc em mờ nha bọn tao, vậy thì phải trả một cái giá thật lớn. Nếu không phải nha thần, mày nói nhảm nhiều thế làm gì? Ai mà ngờ cái đầu quá kia vừa mới dứt lời, người thanh niên cười một tiếng, đạp một cái trên mặt đất trùng trùng, thân thể chợt bắn lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. chương 1883, thật là thoải mái. Cái đầu quả máu nổ tung, một lần nữa biến thành sông máu. Trong dòng sông máu truyền ra âm thanh rên rỉ tức giận, rõ ràng là muốn thành hình một lần nữa, nhưng người thanh niên một cước đá đứt sông máu, âm thanh lúc này mới tan dần đi. Động tác của người thanh niên không ngừng nghỉ, bàn tay nắm chặt. Anh cắt đứt dòng sông máu thành hai nửa, nắm chặt trong tay, giống như nắm hai cái roi dài. Trong hai cái roi có điểm sám nhạt, là thứ mà Âm Nha sau khi chết đi để lại, tương tự như linh quang. Người thanh niên dùng sức lực to lớn, đánh hai cái roi lên không trung, phát ra âm thanh như sấm nổ, nhưng vẫn không dẫy ra khỏi lòng bàn tay của anh. Bỗng nhiên mấy điểm xám nhạt giống như bị một năng lượng nào đó hấp dẫn, cùng lúc tràn vào trong cơ thể người thanh niên. Thật là thoải mái, cảm nhận được năng lượng cơ thể căng tràn, trên mặt người thanh niên lộ ra vẻ thỏa mãn. Lúc này, anh mới buông lỏng con sông máu. Sông máu không còn linh quang, đối với anh không còn tác dụng gì, không phải lãng phí khí lực trấn áp. Sông máu trôi xa, người thanh niên mới chậm rãi từ trên không trung đáp xuống đất biểu cảm trên mặt A La Nạp đã cứng ngắc, còn quả máu vừa nãy, thực lực cũng phải trình độ nửa bước hóa thần, pháp lực có thể so với bốn nghìn tu sĩ, thế mà bị người đáng sợ này một đấm đấm nát. Chẳng lẽ người này là tu sĩ tới cổ vực luyện tập sao? Người đố CP Ngọc Thành trong lòng mấy người đố ca Ngọc thầm nghĩ. Trong đầu bọn họ thì một loạt đệ tử lần này tham gia thực tập của thần đình, ngoại trừ Hồng Nhật Linh, không có một ai có thể sánh với thực lực của người này nhưng hồng nhật linh lúc này chắc chắn đã đi sâu vào bên trong cổ vực không còn ở nơi này nữa rồi cảm ơn người anh em ra tay giúp đỡ bọn tôi vô cùng cảm kích đang trong dòng suy nghĩ người thanh niên kia đã đặt chân xuống đất vẫn đưa lưng về phía họ mấy người đỗ ca ngọc và a la nạp cùng lúc củi người xuống đối với những người cao thủ như thế này bọn họ phải bày tỏ đầy đủ lòng kính trọng à người án ngay hả là mọi người à ngay tại lúc nên người thanh tại lúc này Người thanh niên xoay người lại, nhìn mấy người bọn họ. Chẳng lẽ vị cao thủ siêu cấp này biết mình, vậy thì tốt rồi, có vị cao thủ này đi cùng trong chặng đường tiếp theo, chúng ta có thể đối phó với bất kỳ nguy hiểm nào rồi. Mấy người Đỗ Ca Ngọc nghe vậy, trong lòng không nhịn được mà suy nghĩ. Nhưng khi bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn người thanh niên trước mắt mình, nhất thời ngơ ngẩn. Người thanh niên mi thanh mày tú, tướng mạo không tính là đặc biệt đẹp trai nhưng đối với mấy người bọn họ lại là người hết sức quen thuộc, người này là Đường Tuấn. Là cậu, Đỗ Ca Ngọc há hốc miệng, cuối cùng thốt ra hai chữ. Những người khác cũng nhất thời không biết phải làm sao, cao thủ trong lòng bọn họ lại là người mà trước đây bọn đem ong ho mai là hàng ở hạng họ vẫn không thèm để vào mắt, là người ở hạng chót bảng Sơn Hà. Những điều ngược đời này khiến bọn họ vô cùng khó chịu. Nếu mọi người không sao thì tôi đi trước. Đường Tuấn cũng không có ý định giao du với bọn họ. Hấp thụ nhiều linh quang như vậy từ trong sông máu, thân thể anh khỏe lên rất nhiều, thần văn trong cơ thể cũng không ngừng thăng cấp. Nếu nói về thực lực chân chính, với toàn lực của anh, hoàn toàn không hề yếu hơn nửa bước hóa thần, cho nên mới có thể một đấm đấm nát phân thân của cái đầu nửa bước hợp phạm với 24 tháng. Mà vì vậy, càng khiến ý nghĩ muốn thăm dò cổ vực huyền vũ của anh thêm kiên định hơn. Chờ một chút, nhìn đường Tuấn xoay người muốn đi, Chu Kinh vội vàng hô lên. Chuyện gì? Đường Tuấn hỏi. Cậu, cậu có thể ở lại bảo vệ chúng tôi không? Chu Kinh ngượng ngùng nói. Ở trong thành man thú, một đảm người không coi đường Tuấn ra gì, nhưng bây giờ lại cầu xin anh bảo vệ. Loại chuyện này nói ra khỏi miêng quả thực có chút ngượng ngùng khô nói. Ba đầu một cái, hối thì đường Tuấn lắc đầu một cái, nói, xin lỗi, tôi còn có chuyện khác nữa. Dù sao mọi người cũng có lệnh bài truyền tổng, nếu gặp phải đối thủ không thể đấu lại được, thì bóp vỡ lệnh bài để rời đi là tốt nhất, lòng đờ dây 244.799. Cứu được mấy người này, chỉ đơn giản là tình cờ, anh không muốn lại nhiều thêm vài người giám sát mình đâu. Nói xong, Đường Tuấn gật đầu với mọi người một cái, cất bước chuẩn bị rời đi. Cậu không thể đi, thân hình đỗ ca ngọc lắc một cái, chân trước một đường Tuấn y oi. Đường Tuấn cau mày, nói tránh ra vẻ mặt đỗ ca ngọc nghiêm lại, trầm giọng nói, lần này cậu với chúng tôi đều là thành viên tham gia thực tập. Thực lực cậu mạnh hơn chúng tôi, đương nhiên là phải bảo vệ chúng tôi. Ngộ nhớ chúng tôi gặp nguy hiểm lần nữa, gặp phải bất chắc nào đó, đều lúc đó cậu cũng phải chịu một phần trách nhiệm. chương 1884 Một người khác cũng đứng ra nói, Đỗ Ca Ngọc nói không sai. Nếu như cậu không dẫn chúng tôi theo, đợi đến khi chúng tôi đi ra ngoài, sẽ báo lên thần đình, để xem thần đình sẽ xử lý cái loại thấy chết không cứu như thế nào. Vừa rồi cậu cứu chúng tôi, không phải muốn chúng tôi cảm kích cậu sao? Chỉ cần cậu đồng ý bảo vệ bọn tôi, tất cả những người ở đây coi như thiếu nợ cậu một ân tình. Mấy người bọn họ nổi vô cùng công giống như đường tuần không chính liêm minh, cứu bọn họ thì là người trời đất bất dung, hơn nữa trong lời nói còn ẩn ý tiêu uy hiếp sâu đậm. N mặt máy lúc nói chuyện, trên mặt mấy người lộ ra nụ cười đắc ý, chắc mầm sẽ nằm chắc đường Tuấn trong tay. Có người như đường Tuấn bảo vệ, hành trình tiếp theo của bọn họ có thể to gan lớn mật thêm tí nữa. Trên mặt đỗ ca ngọc dần nở ra nụ cười, nói thế nào? Yêu cầu của bọn tôi rất đơn giản, cậu tiếp tục bảo vệ bọn tôi đến khi kỳ thực tập kết thúc. Nếu như nhận được bảo vật, chúng ta chia đều, mà điều cậu nhận được là tình bạn của chúng ta và một cái nhân tình đó, ai? Cậu ta hằng giọng một chút, nói cổ vực bạch vũ lớn như vậy, Cậu không chỉ gặp chúng tôi, mỗi lần xuất hiện đều trùng hợp như vậy, tôi sợ là khi nói ra ngoài sẽ có cậu có cấu kết với âm nha đó." Người nghi ngờ. Vẻ mặt cậu ta tươi cười, lời nói ra vừa nghiêm nghị lại mang lẫn sát ý. Nói xong, Đỗ Ca Ngọc ôm ngực, hai mắt híp lại, nhìn Đường Tuấn. Ở trong lòng bọn họ, Đường Tuấn còn là người hạng chót ở bảng sơn hà, bị coi thường cũng không nói gì, là loại người rất dễ bị gây khó dễ. Ha một đám rác rưởi lại dám uy hiếp tôi trên mặt đường tuấn cũng lộ ra nụ cười không chơi đi sao các người không đi chết đi óp một tiếng quát vang lên cùng lúc đá xương ngực trên mấy người đồ ca ngọc đứt lìa máu tươi ói ra điên cuồng với thực lực bây giờ của bọn họ đường tuấn mà ra tay bọn họ chắc chắn không phản ứng kịp sao cậu dám ra tay với bọn tôi sắc mặt đỗ ca ngọc âm trầm tay che ngực nói những người ở trong sân chỉ có ba người A à la nạp, chu kính với cổ minh từ đầu đến cuối không nói câu nào, nên đường Tuấn cũng không xuống tay với bọn họ. A à la nạp lạnh lùng đáng xem, trong lòng thầm thở dài một tiếng, một đám người không chịu nhìn nhận sự thật, cao thủ cỡ này còn bị các người uy hiếp sao, còn đòi chia đều bảo vật, đúng là buồn cười. Tôi không tin, cậu dám giết chúng tôi. Đỗ ca ngọc ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng, vậy cứ thử xem. Thân hình đường Tuấn chấp mắt, bàn tay đặt lên cổ đỗ ca ngọc cậu, cậu, tôi sẽ bẩm bảo lên trên thần đình. Đỗ ca ngọc thấy, đường tuấn thật sự ra tay, trong lòng. Giật mình, vội vàng bóp vỡ lệnh bài trong tay. Một chùm ảnh, sáng bao phủ xung quanh cậu ta, không gian hơi vặn vẹo. Thân hình cậu ta dần biến mất ở ánh sáng, âm thanh tức giận. Ránh sáng, không cam lòng truyền ra từ trong ánh sáng. Đường Tuấn bắt hụt cậu ta. Hai mắt anh cứng lại, nhìn về những người khác những người đó đâu dám chần trừ cũng bóp nát lệnh bài trong tay truyền tống rời đi cuối cùng chỉ còn lại đường tuần và ba người a à la nạp vẻ mặt ba người khẩn trương đỉnh điểm còn các người đường tuấn nhìn ba người còn lại hỏi a la nạp quả quyết nói chúng tôi có dự định của chính mình nếu không cùng đường vậy thì không quấy dày nữa coi như thức thời đường tuấn hạ giọng nói cả đám người đều vô cùng khó hiểu vị trí của đỗ ca ngọc trên bảng sơn hà cao như thế mà lại bị đào thải sớm vậy. Chẳng lẽ bên trong cổ vực Bạch Vũ xảy ra chuyện gì sao? Bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, lại thêm một đợt ánh sáng nữa ập đến, tiếp tục là một đoàn đệ tử bị đào thải. Nhìn thấy mấy người này xuất hiện, trên mặt mọi người đều là vẻ khiếp sợ và càng khó hiểu. Bởi vì trong những người người có khe he kem nhất bị đào thải này, người có thực lực kém nhất cũng xếp thứ 108 trên bảng Sơn Hà. Thực lực này trong bảng Sơn Hà cũng là người trung bình, thậm chí còn có cơ hội chống sĩ cùng gung bình, thậm chí còn có cơ hội trọi đến cuối cùng. Hampion of, sốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao nhiều người thực lực không hề tệ lại bị đào thải hết ra ngoài? Có người không nhịn được hỏi. Lúc này, bọn họ cũng phát hiện là không hợp lý. Mấy người đỗ ca ngọc nhìn nhau, trên mặt tràn đầy căm. Hận, thống lĩnh đại nhân đang ở đâu? Chúng tôi muốn tổ. Cáo, có người cấu kết cổ vực, phối hợp với tộc ớ, M nha đối phó với chúng tôi. Cấu kết cổ vực, phối hợp với âm nha. Mọi người vừa nghe thấy thế, liền biến sắc, hỏi lại ai? Là ai mà dám to gan như vậy? chương 1885 Cổ vực Bạch Vũ luôn bị coi là địa phương của người tu hành, cũng chính là ngoại tộc. Cấu kết với ngoại tộc chính là tội không thể tha. Đường Tuấn, Đỗ Ca Ngọc tức giận nói ra một cái tên. Tất cả mọi người xôn xao, trong lòng ngập tràn mù mịt một người áp chót ở bảng Sơn Hà, thực lực thấp kém không bằng ai, kể cả cầu kết với âm nha thì có thể làm được cái gì cơ chứ. Tin tức truyền ra rất nhanh, các trưởng lão của thần đình, các tướng lĩnh cao cấp của thành man thủ với thống lĩnh đại nhân đều đến. Tất cả mọi người ngồi trong một ngôi nhà rộng lớn nghe Đỗ Ca Ngọc kể lại chuyện gặp được bên trong cổ vực Bạch Vũ. Cậu nói là đường tuấn cấu kết với tộc em mờ nha, hơn nữa còn lấy được năng lượng thần bí mạnh mẽ ở chỗ bọn chúng, sau đó hợp lực với âm nha đánh lên các cậu. Chờ Đỗ Ca Ngọc nói xong, Giang trưởng lão cau mày hỏi. À do ông ta dần tối, từ một xe đường Tuấn là do ông ta dẫn tới, từ một góc độ nào đó, ông ta là người dẫn đường của đường Tuấn. Với lịch sử vẻ vang gia nhập thần đình của ông Tê phép dẫn dắt người làm gì lớn hai le tuyệt đối không cho thải đến thần đình. Đỗ Ca Ngọc gật đầu, nét tức giận trên mặt thật đến nỗi không thể thật hơn. Đối với chuyện được Tuấn cứu bọn họ, cậu ta không hề nhắc đến một lời. Hoặc là cậu ta thấy, đó cũng là do đường tuấn cấu kết với âm nha mà thôi. Đỗ ca ngọc, cậu có chứng cứ gì không? Thống lĩnh ngồi ở vị trí chính giữa của thần đình hỏi lại. Đỗ ca ngọc lắc đầu, nhưng vẫn kiên định nói, lời tôi nói chính là chứng cứ. Nếu như không phải cấu kết với âm nha, một đứa hàng chót như hắn, sao có thể tiến bộ nhanh như vậy trong thời gian ngắn thể, thậm chí còn đả thương tôi? Nếu như không phải cấu kết với em mờ nha, làm sao cậu ta có thể vẫn bình yên vô sự khi hấp thụ linh quang em mờ nha. Không sai, lời nói của chúng tôi chính là chứng cứ. Sau khi Đỗ Ca Ngọc nói xong, mấy người đang sau lưng cậu ta cũng đứng ra, lòng đây cảm phân, giọng nói kiên định. Mấy người đang ngồi, cũng bắt đầu nhíu mày. Nếu như chỉ có mấy người Đỗ Ca Ngọc nói mà đã lập tức kết luận tội ác của Đường Tuấn thì có phần hơi bất công. Nhưng lúc này, đằng sau lời nói kết tội không chỉ còn bọn hãn mà còn cả thái độ của những gia tộc và môn phái khác. Nếu như những gia tộc với môn phái này liên thủ lại, là năng lượng không thể đối phó nổi óp. Thấy thống lĩnh đại nhân vẫn trầm mặc như cũ không có ý định nói gì, trong mắt đỗ ca ngọc âm trầm, nói, nếu như thống lĩnh không tin, đợi câu ta đi ra ngoài có thể kiểm tra thực lực của cậu ta. Mặc dù cổ vực bạch Phú thần kỳ, cơ duyên không thiểu, thực lực có thể tăng lên thì rất bình thường. Nhưng nếu như tăng lên quá nhiều, thậm chí là hơn 10 lần, vậy thì có đáng nghi ngờ không? Tăng hơn 10 lần, nếu thật sự như thế, kể cả không cấu kết âm nha, cũng không phải loại hiền lành gì. Giang trưởng lão nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng nói. Chờ thực tập kết thúc đã. Trong lòng Bạch Thụy Dụ có chút bực bội, khó khăn làm mới tìm được người hợp khẩu vị của mình, lại bị người khác nói là cấu kết với cổ vực. Mặc dù trong lòng không tin nhưng anh ta không thể không thừa nhận mấy lời nhóm Đỗ Ca Ngọc cũng hợp lý. Bạch Thụ Dụ đã nói như thế, những người khác cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể ngồi trầm mặc chờ đợi. Ở trung tâm của cổ vực Bạch Vũ có một tòa thành đã bị tàn phá không chịu nổi, trải qua năm tháng bảo mòn. Tường thành cao lớn không biết bị vỡ thành bao nhiêu khối, trong đó có hai khối lớn nhất giống như bị người khác dùng vũ khí cắt ra, đường cắt bóng loảng trơn trượt. Nhìn từ diện tích đến quy mô kiến trúc, lúc chỗ này còn tồn tại thì chắc chắn là công trình vĩ đại nhất. Đây chính là đô thành trước kia của nước Đại Ngô cổ. Chỉ là hôm nay trong đô thành đã không còn bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại, cảnh tượng phồn hoa trước kia đã sớm không còn nữa rồi, chỉ còn từng con quạ đen đang bay lượn trên không trung, hoặc đang đậu ở một chỗ đổ nát nào đó. Bỗng nhiên, bên trong một tòa nhà to lớn vang lên một tiếng kêu tức giận, âm thanh ngang ngược, ngập tràn sắt ý. Dám hủy phân thân của tao." Âm thanh rơi xuống, một con qua dài mười mấy mét, hai đối cảnh che phủ cả bầu trời bay từ bên trên nóc nhà ra. Huyền Nha, xảy ra chuyện gì đó? Bỗng nhiên, một giọng nói truyền từ trung tâm của đô thành ra. Trước mắt không có một sinh vật sống nào, nhưng con quả đen to lớn lại lập tức thu lại khí tức, hơi hơi cúi đầu, đáp, Nha thần đại nhân, có người hủy phân thân của con. Hơn nữa người này có chút kỳ lạ, có thể hấp thụ linh quang của tộc âm nha chúng ta mà không chết. Hấp thụ linh quang mà không chết. Nha thần nghe đến đó, rõ ràng giật mình khiếp sợ nhịn không được mà vô thức lặp lại câu đó. Thời điểm tạo có thể rời khỏi cái chỗ quỷ quái này cũng đến rồi. Tiên đoán quả nhiên không hề nói sai. Ngay sau đó, âm thanh của nha thần vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Nha thần đại y nhân, ngài nói cấu ta có thực khỏi đây. Huyền nha hỏi ngược lại, đưa ngài ra. Thêm không hiểu nói những không biết nó càng thêm không hiểu, nói, nhưng không phải thiên nha nói, bên chỗ nó xuất hiện một hậu duệ của nước đại ngu cổ sao, là một tu sĩ của loài người tên Hồng Nhật Linh, đúng ra cậu ta mới là người đưa tộc âm nha chúng ta rời khỏi đây, không đúng sao? Audio điện tử võ tấn bền chương 1886 Nhà thần trả lời, nếu như ở trong quá khứ, đúng là thằng nhãi Hồng Nhật Linh hoàn toàn toàn chính xác có tư cách thừa kế đại thống, chiếm lĩnh cổ vực Bạch Vũ. Nhưng huyết mạch của cậu ta mỏng manh đến nỗi chỉ bằng một phần mười, không đủ tư cách. Hơn nữa bây giờ xuất hiện người thích hợp hơn, thì cậu ta chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai thì ra là như thế huyền nha gật đầu một cái chữ hiểu chữ không thiên nha đầu nha thần đột nhiên hỏi nó đang chuẩn bị kiểm a huyền nha trả lời cha người tên hồng nhật linh kia để nó chờ một chút mày dẫn người vừa mới nói kia qua chỗ nó để nó kiểm tra cả hai đứa nha thần nói huyền nha gật đầu đường tuấn đi theo con quả đen trên bầu trời trên đường đi anh cũng gặp không ít thi sinh tham gia thực tập lần này của thần đình, nhưng không đụng mặt nhau. Đường Tuấn có ăn được, Âm Nha đang muốn dẫn anh ở thể cảm nhận được, Âm Nha đang muốn dẫn anh đi đâu đó. Ở một nơi khác trong đô thành, một cái đầu qua lớn gấp mấy lần Huyền Nha đang đậu trên một nóc nhà. Nó ngẩng cao đầu, dùng móng vuốt cắt tỉa bộ lông đen nhánh của chính mình. Sau lưng Hồng Nhật Linh, còn có nhóm người Mạc Lăng Thiên, Liễu Ngọc Duy đi theo. Trên người bọn họ đều có vết thương bị ép đến mức tí nữa là bóp nát lệnh bài để trở về đi được đến đây rõ ràng là đã chém giết không hề ít đặc biệt là trên người mấy đệ tử của thượng ba tông trông càng chật vật vừa này bọn họ bị một đàn quả vây giết suýt chút nữa chỉ có thể bóp vỡ lệnh bài rời đi may mắn sau vật binh xuất hiện sử đô hồng nhật linh xuất hiện sử dụng năng lượng huyết mạch mới kéo bọn họ đi được đến đây mà cũng vì vậy bọn họ nợ hồng nhật linh một cái ân tình vốn đi hồng nhật linh dựa vào huyết mạch cơ thể đang chuẩn bị tham gia kiểm tra của thiên nha lại không biết tại sao thiên nha lại đột nhiên tạm dừng kiểm tra nói còn một người nữa cũng cần kiểm tra thiên nha lạnh lùng liếc mắt nhìn hồng nhật linh có chút không vui trả lời đây là ý kiến của nha thần đại nhân cậu có vội cũng không có tác dụng gì nếu không muốn chờ thì cút ra khỏi cổ vực cái loại dựa vào huyết mạch thiên phủ như cậu mặc dù có thể nhưng chưa đủ tư cách để ra lệnh cho tôi đâu hồng nhật linh tức giận nhưng cũng không cam lòng từ bỏ. Còn quả trước mắt này tu vi nửa bước hóa thần, thực lực có khi còn mạnh hơn nha thần. Nếu như cậu ta có thể vượt qua kiểm tra, nằm giữ toàn bộ món đồ kia, thì toàn bộ em mờ nha bên trong cổ vực, kể cả nha thần hay thiên nha đều sẽ phải nghe lời cậu ta. Có lẽ cậu ta còn có cơ hội phục hưng vinh quang của tổ tiên. Được, tôi cũng muốn nhìn xem, ngoài tôi ra có ai có đủ thiên phủ với tư cách tham gia kiểm tra, tranh cướp với tôi. Hồng Nhật Linh rất tự tin, trong số những người tham gia thực tập lần này ngoại trừ ba người mạc lăng thiên miễn cưỡng có thể xem xét những người khác đều không thể lọt vào mắt cậu ta mà bây giờ ba người mạc lăng thiên đều như thiên lôi của cậu ta chỉ đâu đánh đó còn có thể tìm được người có thể ngang hàng với cậu ta sao thiên nha thấy thế trong lòng thầm cười lạnh người mà nha thần đại nhân chỉ định có thể là người bình thường sao cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy sau lưng hồng nhật ba xã mạc lăng thiên chi rong giọng hỏi hai linh không xa Mạc Lăng Thiên nhẹ giọng hỏi hai người đồng hành. Liễu Ngọc Duy là một công tử nhìn rất hiền lành, người vật không sợ, lúc này khẽ nhíu mày, nói, hình như có người thứ hai muốn tham gia kiểm tra, ảnh hưởng đến Hồng Nhật Linh. Lông mày an thi giật giật, về tư, Hồng Nhật Linh đã cứu tụi mình, tụi mình nợ cậu ta một ấn tình. Về công, mọi người cũng biết món đồ trong cổ vực bạch vũ đối với toàn bộ các tông môn thế gia hay thậm chí là toàn bộ thế giới đều có ảnh hưởng rất lớn, Hồng Nhật Linh có thể được cổ vực thừa nhận, cho dù là vì thiên phú hay vì huyết mạch, đều đại diện cho việc cậu ta có cơ hội nắm giữ vật đó, có lẽ sẽ có thể hoàn toàn loại bỏ kết cục hiện tại của cố vực Bạch Vũ, giảm bớt rất nhiều thương vong không cần thiết. Yên on và ho yêu hát của thể, mà gìn giữ sự yên ổn và hòa bình của thế giới này, đều là trách nhiệm không thể chối bỏ của Thượng Ba Tông chúng ta, tuyệt đối không cho phép những người khác phá hỏng. Huyện này, bất kể ai muốn ngăn cản chuyện này đều là kẻ thù của Thượng Ba Tông chúng ta trên mặt mạc lăng thiên có một tia quỷ dị, giống hệt một tín đồ cuồng nhiệt của một tôn giáo nào đó. Liễu Ngọc Duy gật đầu, nói tôi đồng ý cách nhìn của cậu, về công về tư, chúng ta đều nên giúp Hồng Nhật Linh loại bỏ chướng ngại vật. An Thi cũng nói, vậy cứ quyết định như vậy đi. Bọn họ cũng không đợi lâu, rất nhanh có âm thanh đập cánh của huyền nha vang lên, dưới bóng tối của bầy quả đen, có hình dáng một bóng người. Là cậu ta, cậu ta tới nơi này làm gì? chương 1887. Đây là nơi cậu ta có thể tới sao? Ngộ nhớ đến quấy giày Hồng Nhật Linh kiểm tra, cậu ta có thể chịu nổi trách nhiệm sao? Trông thấy người vừa mới đến, sắc mặt ba người lập tức trầm xuống, cho dù tức giận cũng không khó giải thích. Đây đã là chỗ sâu trong cổ vực Bạch Vũ, nguy hiểm trùng chung, chung, trước mắt chỉ có bốn người bọn họ ở đây. Nếu như không phải có Hồng Nhật Linh giúp đỡ, bo không en dây họ cũng không thể vào được mặc kệ cậu ta vào bằng cách nào tuyệt đối không thể để cậu ta quấy dày hồng nhật linh mạc lăng thiên trầm giọng nói nói xong thân hình cậu ta lóe lên chặn trước mặt người kia nói đứng lại đường tuấn nhìn mạc lăng thiên trước mắt nhíu mày tên này ngăn mình lại làm gì em m nha trên bầu trời bay loạn cào cào bốn phía ở đây có lẽ là chỗ mà em m nha muốn dẫn anh đến thiên ra lệnh lập tức rời khỏi đây Lam Linh 24% đường Tuấn hỏi, đây là trên địa bàn của Thượng Ba Tông. À, Mạc Lăng. Mạc Lăng Thiên giật mình, lắc đầu. Đường Tuấn hỏi tiếp, là nơi thuộc quyền sở hữu của Mạc Lăng Thiên cậu sao? Mạc Lăng Thiên lắc đầu lần nữa. Vậy cậu chặn tôi lại làm gì? Có tư cách gì chặn tôi? Đường Tuấn không vui nói. Mạc Lăng Thiên giận dữ, không nghĩ đến tên này có thể nói chuyện ngang hàng với cậu ta như thế. Cậu ta khế quát, dựa vào việc tôi là đệ tử Thượng Ba Tông. Dựa vào việc tôi nằm trong top 5 của bảng Sơn Hà. Thượng Ba Tông chúng ta gìn giữ hòa bình của thế giới này, cống hiển nhiều vô kể. Đừng nói muốn cậu dừng lại, kể cả muốn cậu chết đi, cậu cũng không thể chống lại. Người của Cung Thái Hư đều ngu xuẩn như thế này sao? Đường Tuấn nhìn Mạc Lăng Thiên, như nhìn một đứa thiếu năng trí tuệ. Cậu tự tìm cái chết, Mạc Lăng Thiên sướng sờ, tức giận. Cậu ta tung nằm đềm ra. Bùm. Im chính xác không lệch chút nào nên nam đấm chính xác không lệch chút nào nên vào lồng ngực Đường Tuấn, Đường Tuấn chưa kịp phản ứng, một chuỗi âm thanh trầm thấp đã vang lên. Cạch cạch. Thân hình Đường Tuấn không thèm động đậy, nhưng Mạc Lang Thiên đã phải lui lại mấy bước, trên mặt ửng đỏ, bị phản lực tác động lại đến mức máu nóng sôi trào. "Cậu đang gãi ngứa cho tôi sao?" Đường Tuấn hỏi lại. Anh đặt tay lên vai Mạc Lang Thiên, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói "Cậu nhóc, làm rất tốt." một lực đạo ầm ầm đánh lên vai Mạc Lăng Thiên, bờ vãi bỗng nhiên chịu nặng, Mạc Lăng Thiên cảm mặt xuống đất. Mạc Lăng Thiên phun ra hai ngụm máu, trên mặt hoang mang lo sợ, thật thanh hỏi, làm sao có thể. Vừa rồi hai người đều ra tay một lần, nhưng mà cậu ta lại là người bị thương. Hồng Nhật Linh lúc này đang ngưng thần điều tức, không biết là không nhìn thấy hay không thèm để trong lòng. Nhưng Liễu Ngọc Duy với An Thi thì không nhịn được, hơi như người bảo vệ Mạc Lăng Thiên sau lưng, ánh mắt như dao ơ Star tuấn câu di, đường trường nói của dâm ra tuyệt nhìn chăm chăm đường tuấn, nói cậu dám ra tay. Đường tuấn nhún nhún vai, nói cậu ta ra tay trước. Coi sắc mặt Liêu Ngọc Duy với An Ti vô cùng khó coi, liếc nhìn Mạc Lăng Thiên đang cầm như cầm hành trên đất, trong lòng không khỏi sợ hãi. Bọn họ nhớ kỹ cái tên của người này xếp trên bảng Sơn Hà đếm ngược từ đằng sau đi tới, tại có có thể có thực lực đang sợ như vậy. Người đến để kiểm tra, cậu đến rồi, tôi chờ cậu lâu lắm rồi. Đúng lúc này, âm thanh của thiên nha vang lên. Đường Tuấn nhìn con qua cực lớn trên bầu trời, vẻ mặt đột nhiên trở nên trầm trọng. Con quạ này, tuyệt đối là cao thủ nửa bước hóa thần trở lên. Thiên nha vừa dứt lời, Hồng Nhật Linh đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, trong mắt phảng phất như có hai tia sét. Sông lành như suốt về hoa nở vậy, là cậu, Hồng Xuân. Cậu ta đột nhiên đứng lên, trong mắt mang theo sát ý dọa người, nói, sớm biết là cậu tôi đã giết cậu ở ngoài kia trước rồi. Cậu ta nở nụ cười nửa miệng, nhếch mép, có điều bây giờ giết cũng không muộn. Cậu muốn làm hắc mã, phải bước qua xác tôi trước. Hồng Nhật Linh, chúng tôi lên trước, coi như trả lại cậu ăn tình trước đây. Liễu Ngọc Duy chân thành nói. Được, Hồng Nhật Linh gật gật đầu. Liễu Ngọc Duy vừa dứt lời đã lập tức ra tay, và vũ khí của cậu ta là một thanh kiếm nhỏ trong tay áo, vừa rút ra đã giải ra một kiếm đâm đến, ánh sáng như mảnh trời chiều, ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Liều Ngọc Duy kiếm sau kiếm trước vô cùng tinh diệu, chỉ cần sợ ý một cái, sẽ rơi vào nguy cơ không thể khống chế được. chương 1888 Kiếm của Liễu Ngọc Duy nhìn rất bình thường, nhưng chỉ cần bị đâm một cái, loại bình thường này sẽ trở nên vô cùng bất thường, ẩn giấu vô số chiêu trước chiêu sau, đủ để đối phó với tất cả biến hóa. Thánh tử giỏi nhất ở Thượng Ba Tông, đương nhiên có kiêu ngạo đang có. Liêu Ngọc Duy ra tay, An Thi đứng một bên nhìn, không có ngạo của cậu ta. Nhìn Liêu Ngọc Duy bét sau ra tay, đây cũng là kiêu ra tay, An Thi khế gật đầu, thầm nghĩ, kiếm pháp của Liêu Ngọc Duy càng ngày càng tinh xảo, kết hợp với lưu quang điện đặc hữu của pháp quyết thân pháp, có thể được coi như thích khách hàng đầu rồi. Màn sáng vừa mở, phát ra ánh sáng trói lọi, khoảnh khắc cực ngắn đã đến trước mặt Đường Tuấn. Tốc độ nhanh như vậy, Đường Tuấn chỉ có thể lùi lại một kiếm này của liêu ngọc duy tuy uy hiếp với anh không lớn nhưng lại có chút phiền phức đường tuấn không và tê muốn cùng cậu ta tốn quá nhiều thời gian bởi vì bên trong cổ vực bạch vũ thời gian của anh chính là sinh mạng mỗi lần tiêu phí thêm một chút thời gian lực lượng vô hình trong này sẽ hấp thụ của anh thêm một ít sinh mệnh đường tuấn vừa lùi lại khỏe miệng liễu ngọc duy đã nhếch lên một nụ cười giống như đạt được âm mưu nào đó suy nghĩ của cậu ta vừa động kiếm cũng động theo ánh sáng như màu chiều ta theo sát đường tuần, dáng vẻ như tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chỉ cần một kiếm, có thể thấy Liễu Ngọc Duy mạnh đến mức nào. Lần này thực tập của thần đình, ở Thượng Ba Tông không có đệ tử vinh dự đứng đầu bảng, không phải vì bọn họ không đủ mạnh, mà là vì tự dưng xuất hiện một thiên tài yêu Hồng Nhật định mạnh đến mức khiêng nhiệt như Hồng Nhật Linh, mạnh đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Nếu lúc đó thật sự đánh, thực lực ba người Liễu Ngọc Duy có khi còn mạnh hơn một chút chỉ tại Hồng Nhật Linh đứng dưới ánh sáng, bọn họ không có cách nào phơi bày toàn bộ thực lực. Mà kiếm này của Liễu Ngọc Duy là chứng cứ cho thấy toàn bộ thực lực của cậu ta mạnh mẽ như thế nào. Hồng Nhật Linh đến bên cạnh An Thi, đặt tay lên vai Mạc Lăng Thiên, vỗ vỗ một cái, rút cậu ta ra khỏi đất. Thủ đoạn thật ra man. Nhật Linh đưa mắt nhìn về phía đường Ti Hồng Nhật Linh đưa mắt nhìn về phía đường Tuấn, nghiêm túc bình luận, thực lực người này rất mạnh, so với tôi còn mạnh hơn không ít, nhưng quá ẩu, không thể trèo lên nơi cao, chỉ có thể như một tên mãng phu chỉ biết hành động. Muốn được như thế này, tôi chỉ cần sử dụng một phần ba sức lực so với hắn. Lúc cậu ta đang nói chuyện, bên cạnh đột nhiên có một khối đá hình người muốn tiếp cận cậu ta. Cậu ta vẫn một bên vừa nói chuyện, một bên nhẹ nhàng vỗ một cái, khối đá cứng rắn lập tức cầm trong đất như cầm vào bùn, giống y hệt vừa này đường tuấn cầm mạc lăng thiên vào trong đất. Cậu ta đang chứng minh lời nói của mình, cũng như muốn. Số của mình ma chưa thuật, phô bày ra thực lực của mình, Mạc Lăng Thiên đã được chứng kiến thực lực của cậu ta, nên chắc chắn không phải là cậu ta đang khoe khoang với ba người, mà là đang bày ra cho. Với Thiên Nha xem, Đường Tuấn, cậu có thể làm được, tôi cũng có thể, thậm chí còn có thể là được tốt hơn đẹp hơn nhiều. Ai giỏi ai kém, ai mạnh ai yếu, nhìn cái là ra luôn. Liễu Ngọc Duy không phải đối thủ của cậu ta con gai, không nhiên cảnh khỏe mắt hồng nhật linh liếc nhìn thiên nha, thấy nó thở ơ đối với chuyện trong sân, không thể tránh khỏi cảm thấy vô vi. Nhiều mây liệu Ngọc Duy đã ép đường Tu An thi nhíu mày, liễu Ngọc Duy đã ép đường Tuấn phải lùi bước, kế tiếp chỉ cần đợi kiếm quang bộc phát, sẽ có thể ngang như năng lực của vạn kiếm, đường Tuấn dùng cái gì để có thể cản cậu ta. chương 1889 Hồng Nhật Linh mặc dù ngông cuồng, nhưng ánh mắt của cậu ta không tệ, lời nói ra đúng hơn nửa. Bây giờ sức mạnh thân thể của Đường Tuấn rất mạnh, mạnh đến mức có thể không thèm nhìn Mạc Lăng Thiên Gia nằm đấm, thì đương nhiên cũng có thể coi thường kiểm của Liễu Ngọc Duy. Lần đầu còn có tác dụng, lần hai hiệu quả giảm đi, đến lần ba là vô dụng rồi. Kiếm của Liêu Ngọc Duy vẫn sáng lóa như cũ, chiêu thức bên trong cũng biến hóa càng lúc càng nhiều, nhưng cũng đại diện cho sức lực phân tán. Đường Tuấn lùi ba bước, đã dừng lại. Bùm! Lưới kiếm nho nhỏ trong tay áo đâm vào lồng ngực đường Tuấn, phát ra một ít tia lửa, giống như vũ khí đâm vào hòn đá. Nhưng ngoài mấy tia lửa nhỏ nhỏ này, một kiểm này của cậu ta không gây tổn hại gì tới đường Tuấn, quần áo trước ngực anh biến thành một cái động lớn, mà kiếm này vừa vặn đâm vào bên trong cái động đó. Mũi kiếm nhọn đâm vào trong da thịt, chỉ để lại chấm trắng trắng, ngay cả lớp ra ngoài cũng không tổn hại gì. Việc này, không có khả năng, Liễu Ngọc Duy ngơ ngác, không dám tin cảnh đang xảy ra trước mắt mình cậu ta tự tin rằng một kiếm này thậm chí có thể đánh tan phòng thủ cuối cùng của đường tuấn thực lực chênh lệch như thế này khiến trong lòng cậu ta run lên bần bật không có cái gì là không thể sắc mặt đường tuấn bình tĩnh cơ thể bước về phía trước bước chân anh vừa kiên nhẫn vừa ổn định mà liễu ngọc duy không muốn lui cho nên sau mỗi bước của đường tuần khoảng cách của anh và liêu ngọc duy lại rút ngắn thêm một chút thanh kiếm trong tay áo bị khoảng cách của hai người ép lại trở nên uốn lượn vua này đường tuổi hai ba hương hơi cuối vừa này đường tuần lui ba bước, giờ tiến ba bước. Thanh kiếm trong tay áo công công kinh người, cuối cùng không chịu nổi áp lực lớn như vậy, cạch một tiếng, nứt ra từ bên trong. Kiểm của Liễu Ngọc Duy là bảo vật cao cấp nhất, nhưng cũng không thể chịu nổi sức mạnh của đường tuấn. Kiếm đã gãy nứt, Liễu Ngọc Duy chân động, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra vết máu. Đường Tuấn nhìn hắn, nói, đừng nản trí, về luyện thêm mười mấy hai mươi năm, nói không chứng có thể đâm thủng ra tôi. Phút, Liễu Ngọc Duy phun ra một ngụm máu. An Thi tiến tới phía trước đỡ cậu ta, ánh mắt ngập tràn vẻ đổi dịch nhìn đường Tuấn. Lời nói của người này đã thương người khác quá mức. Tôi thừa nhận năng lực của cậu, cậu có tư cách kiểm tra cùng tôi. Hồng Nhật Linh ngăn cản An Thi đang muốn ra tay, mỉm cười nói với đường Tuấn. Thế nhưng mà, cuối cùng cậu sẽ vẫn thất bại, cho nên cậu nhất định phải chuẩn bị sẵn tinh thần trong lòng, đỡ cho bị đánh không gượng dậy nổi. Giống như cậu đánh bại Liễu Ngọc Duy, tôi đánh bại cậu cũng sẽ không mất mấy phần sức lực, Hồng Nhật Linh vô cùng tự tin mà nói tiếp. Đường Tuấn không khỏi có chút câm nín, tên này nói on an đần qua. Cát cam pi na chuyện muốn ăn đập quá. Đánh giá vừa nãy của Hồng Nhật Linh đối với anh, Đường Tuấn hoàn toàn nghe được. Đáng tiếc là cậu ta đối với sức mạnh của anh hoàn toàn không biết gì. Sức lực của Đường Tuấn mạnh mẽ, nhưng không hề cầu thả. Trên nguyên đan của anh có 99 đạo thần văn, bên trong biển ý thức tồn tại hơn 99 loại chữ cổ, đại diện cho việc cũng không quá đầu anh hiểu hết tất cả những pháp thuật cổ xưa, nói anh thần quả thông quảng đại cũng không quá đầu. Mà Hồng Nhật Linh có thể tu luyện bao nhiêu loại pháp thuật, nhiều nhất cũng chỉ có 20 loại thôi. Nếu thật sự so sánh chiêu thức với trình độ ứng dụng pháp lực tinh xảo, 10 Hồng Nhật Linh cũng không sánh được với Đường Tuấn. Chương 1890. Sở dĩ anh không muốn dùng chiêu thức cao cấp chủ yếu vì đường tuấn quá lười hơn nữa thực lực ba người mạc lăng thiên quá yếu so với anh giống như một con voi muốn giảm nát một con kiến chỉ cần tùy tiện giảm mạnh là được rồi cần xem một cái nhấc chân này xê gì phải suy nghĩ xem một cái nhấc chân đến đâu này có thể đẹp được xem ra mọi người không muốn đánh nhau nữa nhỉ vậy chúng ta bắt đầu kiểm tra đi lúc này thiên nha mới chậm rãi nói kiểm tra cái gì đường tuấn hỏi lại anh đi theo âm nha đến đây cái gì cũng không biết Đầu tiên bị ba người Mạc Lăng Thiên vô duyên vô cớ mảng như tát nước vào mặt, bây giờ lại bị người này kiểm tra thân phận. Lúc này, trong lòng anh ngập tràn nghi ngờ. Thiên Nha nhìn Đường Tuấn một cái, cười cười, cậu không cần biết mấy thứ này, chỉ cần biết, nếu như cậu vượt qua được kiểm tra, sẽ có thể nhìn thấy Nha Thần đại nhân. Nơi đó sẽ có câu trả lời cho tất cả những điều cậu thắc mắc. Gặp Nha Thần. Đường Tuấn khẽ gật đầu, coi như đồng ý tham gia việc kiểm tra này. Bí mật của cổ vực Bạch Vũ có lẽ anh sẽ lấy được chút đáp án từ chỗ nha thần thần bí. Thiên nha vỗ đôi cánh không lồ, tạo thành một trận bão gió. Phía sau nó vốn dĩ là khu kiến trúc đổ nát khoác trọn vẹn, gió bão vừa nổi lên, cho bụi tích lũy bao nhiêu năm bị cuốn đi, lộ ra một cảnh kỳ lạ phía sau. Xà ngang đứt gãy đã không biết bao nhiêu năm, vách tường, thậm chí còn có cả cái bàn. Tất cả tạo thành một cảnh vô cùng tán loạn, nhưng loại tán loạn này lại khiến cho người người ta có cảm giác trọn vẹn, giống như bản gốc của nó vốn dĩ đã như thế này. Đây là pháp trận nha thần bày ra, nội dung kiểm tra rất đơn giản, hai người đi vào bên trong pháp trận, ai đi ra trước chính là người thắng cuộc, có thể gặp nha thần đại nhân, sẽ có cơ hội được bảo vật gì đó chấp nhận. Thiên nha trầm chậm, chậm giải thích, nó nở vi chimery of nói xong, nó để vị trí M Hồng Nhật Linh nghe những lời này, trên mặt dần dần lộ ra ý cười. Trong lúc vui về thể hiện tự tin và đắc ý vô cùng. La Viet Tau Uniai dân gian tương truyền hoàng thất của nước đại Ngô cố có những trận pháp vô cùng xuất sắc, trận pháp tính sao, người tạo ra nó vô cùng tài giỏi, An Thi nhìn nụ cười trên mặt Hồng Nhật Linh, cũng tự tin giải thích. Cậu ta quả thực rất mạnh. Mạc Lăng Thiên với Liễu Ngọc Duy cũng tự tin gật đầu một cái. Hồng Nhật Linh nhẹ nhưng nhìn lướt qua đường tuần, nói, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, cậu ta một bước tiến lên phía trước, đã biển mất trong tầm mắt của mọi người tiến vào trong trận pháp. Đường Tuấn nở nụ cười cũng bước một bước, đợi sau khi cả hai người đều biến mất, Liễu Ngọc Duy hỏi. Thiên Nha đại nhân, có thể hỏi ngài một chút về trận pháp. Này như thế nào không? Thoạt nhìn tâm tình của thiên nha rất tốt, giải thích đây là trận pháp của nước đại minh cổ, lấy hơn 200 cơ quan huyệt vị của con người làm trận, tham khảo pháp lực vận chuyển của người vào trận để bắt trước theo, bên trong chứa mấy chục nghìn phép biến hóa, uy lực quỷ thần khó no phiên Greg Braniwa, Silai Quy Lường. Người đầu tiên thiết lập trận pháp này, được người đời ca tụng mà y thuật như thân, nhận thức của các cơ quan huyệt vị đạt đến tối cáo. Sau khi nước đại ngu cổ lụi tàn, trận pháp này lập tức mai một, sau đó được nha thần đại nhân chữa trị, bây giờ đã khôi phục 78 phần 10 uy lực như cũ. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Trận pháp mấy chục nghìn loại biến hóa, chỉ cần đi nhầm một bước, sẽ là một trời một vực cái loại này nếu tính toán tất nhiên sẽ tiêu tốn rất nhiều tinh thần. Nói một cách khác, hai người bọn họ chỉ có duy nhất một cơ hội. Nếu như tinh thần hơi xa suốt ngay cả tính toán bước đi tiếp theo cũng không tính được. Không có tinh thần mạnh mẽ, làm sao điều khiển được món linh khí kia. Giọng nói của thiên món linh khí kia, giọng nói của thiên nha rét lạnh. Đây là trận pháp chuyên môn của nha thần, cách kế thừa món linh khi go in của nha thần là kiểm tra tư. Bên trong trận pháp, Hồng Nhật Linh nhìn bậc thang trên không trung trước mắt. Những bậc thang này rất tán loạn, cũng không liên tục, giống như quân cờ bị người ta tiện tay ném xuống. Chi chít khắp nơi, còn có khi thức liên thông lẫn nhau, khiến cho người ta có cảm giác bị mê hoặc. Là trận vạn tượng. Sắc mặt Hồng Nhật Linh nghiêm trọng đến đỉnh điểm. May mắn là mình từng gặp ghi chép về trận pháp này trong sách cổ của gia tộc, mặc dù chỉ là ghi lại một phần của trận pháp, nhưng có thể tiết kiệm rất lớn tâm sức đi tính toán. Càng quan trọng hơn, những ghi chép kia cũng là mấy chục bước trước mắt. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1891, có điều tôi vẫn chịu được, tôi thắng. Hồng Nhật Linh cảm thấy may mắn vô cùng, nếu như ngay cả bước đầu tiên đã đi nhầm, mỗi bước phía sau đều sẽ nhầm, lãng phí thời gian. Nếu thật sự như vậy, mới đúng là khiến cho người ta tức hộc máu. Nghĩ lại những ghi chép liên quan đến trận pháp Hồng Nhật Linh rất tự tin bước bước đầu tiên, sau đó là bước thứ hai. Mỗi bước đi, không gian sẽ biến đổi nghiêm trọng, xuất hiện từng vòng gợn sóng, giống như từng đóa sen nở rộ. Bước từng bước hoa sen đều đều no. Sợ là cậu ta vẫn đang suy nghĩ xem bước đầu tiên phải đi như thế nào. Kể cả nghĩ ra, vậy thì sao chứ? Mỗi một bước đi đều phải tính toán cẩn thận, hao tổn tinh thần rất lớn, mà mình có thể giảm bớt rất nhiều. Hồng Nhật Linh càng chạy càng hăng nhìn những hoa sen nở trong không gian, chóc lòng cậu ta cũng vui vẻ nở hoa. Cuộc thi này, cậu ta thắng chắc, óp, mà ở chỗ khác của trận pháp, đường Tuấn vẫn không động đây gì, ngồi xếp bằng ở vị trí bắt đầu, nhìn bậc thang trước mắt, nở một nụ cười vô cùng nhẹ nhõm. Là trận hành châm của châm cứu y học cổ truyền. Hình thức vận chuyển ở giữa của trận pháp này, thực sự là pháp trận vận chuyển ban đầu, nhưng cũng là trận hành châm của châm cứu y học cổ truyền hơn nữa trận hành châm này cũng không đến mức quá cao siêu ít nhất là trong mất đường tuấn đã nhìn thấy mấy chục lỗi sai lúc này đường tuấn đang tự hỏi làm sao để có thể sửa chữa những lỗi sai này đến mức ở cả chỗ đi ra hôn ra trận pháp bộ treo về sau khi anh nhận ra trận pháp bố trí dựa vào trận hành châm thì anh biết rõ phải đi như thế nào nếu như anh thật sự muốn rời đi thì chỉ cần mười mấy hơi thở là đi rồi nhưng lúc này đường tuần bỗng nhiên nổi hứng muốn nghiên cứu trận pháp này coi như một dạng tham khảo của bản thân. Suy nghĩ khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ, hai mắt Đường Tuấn bỗng nhiên sáng lên, nói có lẽ là như thế này. Anh đứng dậy, bước một bước đầu tiên. Một bước này không hề giống bước của Hồng Nhật Linh, thậm chí có cảm giác hoàn toàn trái ngược. Đường Tuấn cũng biết, nhưng anh không quan tâm, từ nhỏ đã đọc thuộc lòng sách thuốc, hơn nữa những giải thích của y học cổ truyền, anh đều nắm rõ phần lớn trận pháp hành châm trong lòng bản lĩnh lớn thì mới có tư cách vì hứng, mới có tư cách không quan tâm. Tốc độ Hồng Nhật Linh rất nhanh, hoa sen nở liên hồi. Nhưng tốc độ Đường Tuấn còn nhanh hơn, anh như một cơn gió bước đi, không gian không có bất kỳ một thay đổi nào. Nhưng đó là vì anh bước quá nhanh, ngay cả trận pháp cũng chưa kịp có phản ứng. Gió thổi qua trận pháp, một một chỗ đi qua, sẽ có một chỗ sáng lên, nhưng ánh sáng này tụ lại một chỗ, cuối cùng chiếu sáng không gian bên trong trận pháp. Không biết qua bao lâu, gió ngừng lại, Đường Tuấn xuất hiện trên một bậc cầu thang. Chỉ có thể sửa đến mức này thôi. Đường Tuấn nhìn trận pháp trước mặt, thở dài, cảm giác vẫn có chỗ chưa thỏa mãn. Anh đối với trận pháp này không quá quen thuộc, chỉ có thể tu bổ 78 phần 10 thiếu sót, nhưng đủ để khiến trận pháp trước mắt này khó khăn thêm mấy lần. Kể cả có thể đi hết tất cả các bậc cầu thang, thì ở bước cuối cùng cũng phải tiếp nhận một đợt tấn công cơ thể. Loại tấn công này, thậm chí có thể đả thương tu sĩ cảnh giới tối cao của Nguyên Anh nghiêm trọng. Đi trước nhé! Thời gian ngôn ngữ không thể tiếp tục sửa trong thời gian ngăn ngủ không thể tiếp tục sửa chữa trận pháp. Đường Tuấn chỉ có thể rời đi trước. Suy nghĩ của anh vừa động đậy, thân hình đã biến mất ở không gian bên trong trận pháp. Đi qua trận pháp chính mình sửa chữa, căn bản không thể gây ra bất kỳ trở ngại nào cho anh, như đi dạo ở trong nhà mình. Vào hay ra chỉ cần một suy nghĩ mà thôi. Thời điểm đường tuấn hoàn thành sửa chữa trận pháp, tại một không gian khác trong trận pháp. Hồng Nhật Linh nhìn rất mệt mỏi, nhưng đôi mắt sáng lên một cách bất thường, nhìn bậc thang cuối cùng trước mắt. Cậu ta dựa vào trí nhớ siêu phàm với khả năng tính toán như thần, cuối cùng cũng có thể đi đến bước cuối cùng. Chỉ cần một chân bước ra khỏi bước này, có thể rời khỏi không gian trận pháp, vượt qua kiểm tra của Thiên Nha. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng tất cả đều đáng giá. Cuối cùng vẫn là tôi thắng. Hồng Nhật Linh trong lòng. Đắc chí lộ ra vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Cạch, chân của cậu ta đặt trên bậc thang. Tôi tháng, Hồng Nhật Linh cười, óp, am am. Một trường với cùng mạnh mẽ như dòng lũ bắn ra từ giới cầu thang, bao trùm nụ cười ngập mặt của Hồng Nhật Linh. chương 1892, cậu thử xem. Âm thanh vang lên trong nháy mắt, ba người mạc lăng thiên thoát cái ngăn trước người đường Tuấn, khí thế như chỉ cần Hồng Nhật Linh hạ lệnh, chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu. Ánh mắt thiên nha ngừng lại, hỏi các cậu muốn làm gì? Hồng Nhật Linh nhìn đường Tuấn hầm hắm, nói, đó là do cậu không có kiến thức. Anh nói câu này cũng không có nói sai, bàn về việc kiến thức và giải thích về y học cổ truyền, đưa mắt nhìn toàn bộ thế giới man hoang, không có bất kỳ ai có thể so sánh được với đường Tuấn. Hồng Nhật Linh thua, dường như không có bất kỳ nghi ngờ gì. Hồng Nhật Linh nghe vậy, lại càng thêm tức giận mấy người mạc lăng thiên cũng vô cùng tức giận ánh mắt sắc như lưỡi dao nói cậu nhất định phải từ bỏ cơ hội này nhường cơ hội này lại cho hồng nhật linh cơ hội này chính là cơ hội gặp nha thần Đường tuấn không tránh nổi buồn cười hỏi vì cái gì tôi mới là người đi ra đầu tiên cơ hội này là do tôi chiến thắng mà đạt được mạc lăng thiên nói bởi vì cậu không xứng có được liễu ngọc duy cũng hùa vào bởi vì hồng nhật linh mạnh hơn cậu có tư cách hơn cậu Đường Tuấn liếc mắt nhìn Hồng Nhật Linh, lắc đầu nói, đó chẳng qua là mạnh so với các người, trong mắt của tôi, cậu ta nhỏ bé đến đáng thương. Pháp lực của anh hôm nay đã vượt qua 18 triệu, đạt đến giới hạn của nửa bước hóa thần. Hồng Nhật Linh giỏi lắm cũng chỉ được 7 triệu thôi. Sắc mặt Liễu Ngọc Duy hờ hứng, nói chúng tôi không phải thương lượng với cậu, mà là đang thông báo cho cậu. Kể cả cậu có lấy được món linh khí kia thì thế nào? Cậu không có huyết mạch của hoàng thất nước đại Ngô cổ, căn bản không thể sử dụng uy lực của món linh khí đó chỉ là lãng phí một cơ hội mà thôi mạc lăng thiên nói tiếp mà hồng nhật linh thì khác cậu ta là hậu duệ của nước đại ngô cổ có thể điều khiển hoàn toàn món linh khí đó thậm chí có thể nhờ vào đó để thay đổi tình trạng hiện nay của cổ vực tránh được rất nhiều thương vong không nên có có thể cống hiến nhiều hơn cho thế giới này vì thế giới cậu nhất định phải từ bỏ an thi nói tiếp nếu như cậu cảm thấy không vui chúng tôi có thể đền bù cho cậu Chúng tôi đại diện cho Thượng Ba Tông hứa với cậu, có thể để cậu gia nhập bất kỳ môn phái nào, thân phận cũng là đệ tử chân truyền. Một món linh khí đổi lấy một thân phận đệ tử chân truyền, cậu nghĩ tôi là đồ ngu à? Đường Tuấn nhìn ba người, ánh mắt như nhìn mấy đứa ngốc. Một món linh khí, tương đương với cao thủ cảnh giới hóa thần. Toàn bộ thế giới man hoang, tuyệt đối không có nhiều hơn 10 cái. Mà đệ tử dưới trướng Thượng Ba Tông, ít nhất cũng phải có mấy trăm cuộc giao dịch này với đường tuấn là cực kỳ không công bằng mà như ý mạc lăng thiên nói vì cái gọi là thế giới đường tuấn còn nhất định phải cúi đầu tiếp nhận ân đức này nếu như đường tuấn là người của thế giới man hoang có lẽ thật sự đã bị hù dọa nhưng anh không phải người của thế giới này kể cả thế giới bị hủy diệt cũng không có tí xíu quan hệ nào với anh cậu ba người mạc lăng thiên ngơ ngẩn sắc mặt hồng nhật linh âm trầm ánh mắt bùng lửa nhấc chân lên muốn bước thêm một bước Cậu thử xem, Đường Tuấn nói. Thân hình Đường Tuấn khẽ động đậy, theo sát. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Mạc Lăng Thiên hơ hoa. Chờ, Hồng Nhật Linh nhả ra một chữ, món linh khí kia có yêu cầu rất cao đối với huyết mạch và công pháp. Tôi không tin cậu ta có thể thỏa mãn những điều kiện đó. Liễu Ngọc Duy gật đầu, nói nếu như cậu ta không thể thỏa mãn điều kiện, vậy chỉ còn Nhật Linh có tư cách khống chế món linh khí đó. Nếu quả thực cậu ta có thể lấy được món linh khí, vậy bốn người chúng ta cướp lại luôn không thể để một tên nhãi không biết mọc ra ở nơi nào khống chế linh khí đi theo thiên nha đường tuấn không ngừng tiến vào phế thích của đô thành năng lực kỳ quái khống chế sinh mệnh của anh càng ngày càng mãnh liệt không gian xung quanh xuất hiện gợn sóng vặn vẹo dường như có một năng lực vô hình đang xé rách không gian bùm một tiếng hai người đường tuấn với thiên nha như xuyên qua một tầng nước cảnh tượng trước mắt thay đổi phế tích rách nát trước mặt biến mất không còn gì nữa, đập vào mắt là một chỗ không gian lập lè bảy sắc màu, trong không gian có một con quả đen vô cùng to lớn đang nằm sấp. Con quả đen này, xòe hai cánh, ước chừng mấy trăm trượng. Thân hình của thiên nha rất to lớn, nhưng ở trước mặt con quả này lại vô cùng nhỏ bé. Nhà thần đại nhân, thiên nha quỳ xuống, cung kính nói. Nhà thần đang nằm im nhắm mắt đột nhiên mở hai mắt ra, không gian chỗ này đột nhiên sáng lên. Nó liếc mắt nhìn Thiên Nha, Thiên Nha lập tức biến mất. Tu sĩ cảnh giới Hóa Thần đã có thể bắt đầu khống chế sức mạnh không gian, nhưng giống như Nha Thần, một ánh mắt đã thay đổi không gian, với tu vi này thì dù có ở trong cảnh giới Hóa Thần thì cũng là vô cùng tài giỏi. "Tôi tên Cửu Nha." Âm thanh của quả thần hùng hồn vang lên trong không gian. Hết chương 1892.